Ok, thầy xin phép được chào tất cả các bạn của lớp mình. Các bạn cho thầy hỏi là đường truyền âm thanh các bạn nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ thầy ơi. Slide share, cái màn hình share các bạn đã nhận thấy chưa? Dạ thấy ạ. Ok, rồi, good. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học online ngày hôm nay. Ngay thời điểm này, đây là buổi học thứ 5 trong chương trình FNB2 của chúng ta. Sau khi chúng ta đã hoàn thành những cái phần kiến thức của chương 1 với chủ đề là các kiến thức chung về hoạt động quản lý và công việc của một người giám sát viên. Chương 2 chúng ta vừa kết thúc với cái chủ đề là các công cụ quản lý của một người giám sát viên. Và ngày hôm nay thì mời tất cả các bạn chúng ta sẽ bắt đầu những cái buổi học đầu tiên trong chủ đề là chương 3 quản lý nhân viên. Chương 3 này là chương dài nhất trong chương trình FNB2 của chúng ta. Và chương 3 cũng là một chương mà có thể bổ sung cho bạn những cái kiến thức rất là mới mẻ ở vai trò mới của các bạn. Cho nên vì cái sự quan trọng cũng như là cái rất nhiều cái kiến thức trọng tâm nằm ở chương 3, thầy kêu gọi tất cả các bạn mình tham gia học đầy đủ và có sự tập trung cao nhất ở chương 3 này. Chương 3 với chủ đề là quản lý nhân viên. Cùng với nhau đặt ra vài cái mục tiêu lớn cho cái chương chương 3 này ha, hay là mình gọi là những cái chủ đề quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thực hiện trong chương 3 này. Sau khi học trong chương 3, tất cả các bạn sinh viên sẽ nhận biết được vai trò của giám sát viên đối với cái việc phát triển nhân viên và phát triển nhóm. Hai cái nhiệm vụ này nó quan trọng như thế nào? Chúng ta sẽ được chia sẻ ha. Và trong chương 3 cũng sẽ cung cấp cho bạn được những cái sự hiểu biết và cái khả năng ứng dụng những cái kỹ thuật trong việc phát triển nhân viên và xây dựng nhóm. Nâng cao cho các bạn được cái kỹ năng tương tác với nhân viên của mình một cách hiệu quả. Chắc các bạn còn nhớ vai trò của giám sát viên là cái người quản lý đội ngũ nhân viên cùng với nhân viên để thực thi công việc. Cho nên cái việc mà chúng ta tương tác hiệu quả với nhân viên là một trong cái chủ đề, một trong những nhiệm vụ rất là trọng tâm, có thể tác động đến cái sự hiệu quả trong công việc của mình ở vai trò mới. Thì mời các bạn bắt đầu với một cái slide. Đây là một cái chia sẻ được cắt ra từ một cái bài phát biểu của mình tạm gọi là một anh chàng doanh nhân Việt kiều tên là Sony Sơn, được trích từ thời báo Việt Nam News. Đây là thời báo chuyên về viết về những cái mảng kinh tế, đặc biệt là những cái thành công của những cái doanh nhân điển hình. Thì một trong những câu phát biểu được chia sẻ với các bạn để làm chất liệu cho chúng ta để bắt đầu buổi học ngày hôm nay, mời các bạn cùng với thầy tham khảo. Tôi luôn tin rằng người lao động chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi công ty có được và cần phải biết quý trọng họ. Thực ra với câu phát biểu này từ một vị doanh nhân, anh ta đã vận hành công ty của anh ta rất là thành công. Khi anh ta phát biểu câu này, anh ta đưa ra một cái thông điệp rất là chắc chắn rằng người lao động, đương nhiên công ty được thành công bởi nhiều yếu tố. Công ty được sự góp được được cái sự được có nhiều yếu tố góp phần ra một cái sự thành công của một cái công ty hay một cái doanh nghiệp. Tuy nhiên, một trong những cái điều mà anh ta đặc biệt lưu ý chính là cái nguồn nhân sự, hay nói một cách rõ ràng hơn đó là nhân viên, đội ngũ nhân viên của anh ta chính là cái nguồn tài sản quý giá nhất mà mỗi công ty có được. Vì vậy mỗi công ty cần phải biết quý trọng họ. Và ngày hôm nay trong chương 3 này với chủ đề là chúng ta làm sao để quản lý nhân viên thiệt là tốt cùng với nhân viên để có thể tạo ra những cái hiệu quả công việc tốt nhất. Nếu nhân viên là nguồn tài sản quý giá nhất thì ở vai trò của chúng ta là một người giám sát và một người quản lý nhóm thì chúng ta sử dụng, chúng ta vận hành, chúng ta điều phối, chúng ta kết hợp với lại cái nguồn tài sản quý giá nhất này là một điều không hề đơn giản. Các bạn ha. Đó là lý do tại sao mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để chúng ta có thể làm việc với nhau. Ok bạn. Chúng ta đi với chủ đề đầu tiên, giám sát viên với mô hình ba vòng tròn. Mô hình ba vòng tròn. Thật ra
trong cái phần này nó ngắn, nó không nhiều, nhưng nó là một cái kim chỉ nam trong quá trình quản lý của các bạn. Người ta sử dụng cái mô hình hay là một cái sơ đồ ba vòng tròn này để một lần nữa khẳng định cho bạn biết ở vai trò là một người giám sát viên, một người quản lý nhóm. Cái công tác hay là cái nhiệm vụ của chúng ta đối với đội ngũ nhân viên của chúng ta nó quan trọng như thế nào trong cái sự thành công hay thất bại của bạn. Chúng ta đến với một cái mô hình ba vòng tròn này nó một lần nữa để khẳng định ý nghĩa đó. Thế mời các bạn dành 15 giây để nhìn cái mô hình ba vòng tròn này. Thầy cũng xin phép được hỏi ý kiến một vài bạn ha. Nếu chưa có sự giải thích gì hết, khi bạn nhìn vào cái mô hình ba vòng tròn này, bạn có suy nghĩ như thế nào về vai trò của một người giám sát viên? Thầy xin phép được mời vài bạn chia sẻ ý kiến nha. Rồi thầy mời bạn Ngọc Định. Dạ thưa thầy, theo em vai trò của một giám sát viên á là mình cùng đội nhóm của mình thực hiện nhiệm vụ chứ không phải là một cá nhân nào đó. Ok, theo bạn trong cái mô hình ba vòng tròn này cho bạn một cái thông điệp, đương nhiên sẽ có nhiều thông điệp ha, nhưng mà cái thông điệp mà bạn vừa trình bày đó là chúng ta phải cùng với đội nhóm để thực thi nhiệm vụ. Ok, đúng không bạn ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Thầy xin phép, đây là một ý kiến thầy nghĩ rằng nó có nhiều phần rất là chính xác trong ý nghĩa của cái mô hình này ha. Thầy mời một vài ý kiến khác nữa nha. Ok bạn. Thầy mời bạn Nguyễn Bình Dương. Bạn Dương còn trên máy không ạ? Bạn Dương còn trên máy không ạ? Ok, bạn Dương không còn trên máy thì đề nghị bà thầy Cát lưu ý phần điểm danh của bạn Dương. Thầy mời bạn Trần Nguyễn Nhi lớp 26 N14 mà. Dạ. Bạn vui lòng chia sẻ quan điểm của bạn về câu hỏi của thầy ạ. Dạ thầy nhắc lại câu hỏi hồi nãy giờ em túi kia em chưa nghe rõ. Ok bạn. Đây là cái mô hình ba vòng tròn là cũng là một cái ý đầu tiên trong chương 3 mà thầy muốn chia sẻ với các bạn sinh viên trong ngày hôm nay. Thì khi thầy bật cái mô hình ba vòng tròn này lên, thầy muốn hỏi suy nghĩ của bạn về vai trò của người giám sát viên đối với một cái mô hình ba vòng tròn này. Cái Thưa suy nghĩ của thầy bạn có thể đúng, có thể sai, bạn cứ mạnh dạn chia sẻ ha. suy nghĩ về ba vòng tròn hay là sao thầy? Suy nghĩ về cái mô hình ba vòng tròn này, hiện giờ trên màn hình này có một cái mô hình ba vòng tròn, nó sẽ đan xen với nhau cá nhân, đội nhóm và nhiệm vụ. Thầy muốn bạn chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về cái vị trí, về cái vai trò của người giám sát đối với một cái mô hình ba vòng tròn này. Thưa thầy, vị trí của người giám sát là sẽ giám sát. Sao ta? Mạnh dạn lên, thật ra ý kiến nào cũng là một ý kiến rất là tốt, không sao hết bạn ha. Đặc biệt đối với môn học thiên về cái tư duy quản trị và quản lý đối với như môn học FMBA. Thưa thầy, giám sát sẽ thực hiện bao gồm nhiệm vụ. Từng cá nhân, đội nhóm sẽ thực hiện nhiệm vụ. Còn giám sát sẽ chịu trách nhiệm để quản lý. Ok. Ý kiến của bạn, bạn vừa chia sẻ hết ý kiến của mình chưa? Dạ rồi. Ok. Rồi, các bạn ơi, thầy nhắc lại nha, trong lúc giảng dạy thầy sẽ muốn tìm hiểu một vài cái ý kiến của các bạn để xem coi các bạn đã tiếp nhận cái bài học như thế nào, cũng như là chất liệu cho chúng ta
để chúng ta học một cái buổi học online nó sống động hơn ha. Cho nên hy vọng tất cả các bạn mình chú ý để xuyên suốt quá trình 1 tiếng 30 phút cái buổi học online nó diễn ra một cách hiệu quả. Ok ha. Và đương nhiên khi thầy mời bất kỳ bạn nào, thầy rất là kỳ vọng các bạn mạnh dạn chia sẻ quan điểm của bạn, chia sẻ cái chính kiến của bạn. Không có ý kiến nào, chắc bạn có nghe cái câu no idea is bad idea, không có ý kiến nào là ý kiến tồi hết bạn. Đặc biệt á, khi mà giảng viên họ đưa ra một vấn đề gì đó thì tất cả các bạn vui lòng cho thầy biết cái quan điểm của bạn. Quan điểm là quan điểm cá nhân. Rõ ràng là ở đây không phải là một cái bài thi mà các bạn cần phải đắn đo, mình phải nên có một cái phát biểu đúng. Tất cả nếu đã đúng thì không cần buổi học ngày hôm nay rồi bạn. Và thật ra kiến thức thì luôn luôn được phát triển. Thậm chí là khi các bạn chia sẻ như vậy, thầy cũng có cái dịp để có thể phát triển cái bài giảng dạy của mình nữa. Ha, rất là cảm ơn. Đương nhiên ở chiều hướng ngược lại, khi thầy mời một bạn nào đó mà các bạn không có mặt, được hiểu rằng bạn đã từ chối tham gia cái buổi học này. Cảm ơn các bạn. Rồi thầy mời bạn, vừa rồi bạn Tuyết Nhi à. Nhưng mà bạn Tuyết Nhi thì thấy bạn có nêu ý kiến à? Dạ thưa thầy, là em thấy được trong ba cái mô hình vòng tròn này thì người quản lý sẽ tìm ra được điểm giao, gọi là điểm chung của ba cái nhiệm vụ, ba cái vòng tròn này, như là làm việc theo kiểu đội nhóm, nhiệm vụ hay cá nhân thì đều có một điểm chung thống nhất với nhau. Ok. Đó là ý kiến của em ạ. Ok, thầy cảm ơn ý kiến của bạn. Ý kiến của bạn nêu ra rất nhiều cái quan điểm, thầy nghĩ nó rất giá trị trong cái mô hình bảo vòng tròn này ha. Ý bạn nói là thật ra là cái công việc của cái người giám sát viên đối với cá nhân, đối với đội nhóm và đối với nhiệm vụ nó có những cái điểm chung với nhau, đúng không ạ? Thầy xin phép mời bạn Minh Quân, nếu thầy đọc không lầm tên của bạn. Bạn Minh Quân đúng không ạ? Thầy cũng thấy ký Dạ, hiệu như. em Minh Quang ạ. À, thầy mời bạn Minh Quang. Sorry, cái màn hình thầy của thầy bị giới hạn nha. Sorry bạn, Minh Quang. Thầy mời Dạ bạn. thưa thầy, theo 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 em hiểu á, theo em hiểu là do nhiệm vụ của một người giám sát là bản thân của người giám sát đó là một cá nhân dẫn dắt một đội nhóm để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Ok, nghe có vẻ hợp lý lắm không bạn? Rất là hợp lý ha. Cảm ơn bạn Quang nhiều. Ok bạn, cảm ơn bạn Quang nhiều nha. Và thật ra thầy cũng cảm ơn tất cả các bạn vừa rồi đã có cái ý kiến về quan điểm của bạn về mô hình ba vòng tròn này. Thì thật ra mỗi quan điểm đều có những cái điểm rất là giá trị đối với cái mô hình ba vòng tròn này. Đương nhiên thầy không nói là đúng hay sai. Ha. Rồi, mô hình ba vòng tròn này như thầy nói, nó như là một cái kim chỉ nam đối với cái hoạt động quản lý và giám sát của một người giám sát viên. Có hình dung khi mà bạn trở thành một người giám sát viên, dưới bạn sẽ là một đội ngũ nhân viên của bạn, có thể nhiều, ít tùy vào cái mô hình. Và bạn làm gì với đội ngũ nhân viên này? Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ thực hiện công việc gì? Bạn phải trách nhiệm gì với họ? Và bạn với đội ngũ nhân viên của bạn sẽ phải đảm bảo một cái hiệu quả công việc, có nghĩa là các bạn phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nếu chúng ta lặp lại một lần nữa về vai trò của người giám sát viên là người quản lý một đội ngũ nhân viên nhất định để đạt được các mục tiêu đề ra trong phạm vi những nguồn lực cho phép. Đó là cái định nghĩa mà chúng ta học trong cái bài đầu tiên, chương đầu tiên, và những đây là cái chủ đề đầu tiên chúng ta học luôn. À. Thì đối với cái định nghĩa đó thì chúng ta hãy nhớ nhớ lại về ba vòng tròn này. Thầy lấy ví dụ nha, khi mà có phải là trong đội ngũ bạn là một người quản lý, khi bạn tổ chức một cái đội ngũ nhân viên thì cái đội ngũ đó sẽ được cấu thành bởi từng cá nhân người nhân viên một. Điều đó thể hiện rằng là bạn trong một đội ngũ bạn sẽ có rất là nhiều cái cá nhân, và từng cá nhân chắc chắn sẽ có những cái năng lực khác nhau, có những cái điểm mạnh, có những cái điểm yếu, hay thầy nói nôm na với những cá nhân nó có những cái cách làm việc và chất lượng công việc cũng khác nhau. Các bạn sẽ kỳ vọng tất cả mọi thành viên trong đội của mình đều đều rất là giỏi, và điều đó điều kỳ vọng của bạn. Nhưng thực tiễn thì điều đó nó không xảy ra đâu bạn. Mỗi người sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và những cái tư duy công việc rất là khác nhau. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nghĩ rằng vai trò của chúng ta với từng cá thể người nhân viên sẽ như thế nào. Chưa kể nhân viên mới, nhân viên cũ, những nhân viên ngày đầu tiên tham gia vào đội ngũ của mình, nó hoàn toàn sẽ khác biệt
khi các bạn kết hợp với họ, hoàn toàn nó sẽ phải khác với những người nhân viên đã rất nhiều năm kinh nghiệm, thậm chí số năm kinh nghiệm của họ không thua kém gì bạn đâu, đơn giản họ chưa có thăng tiến thôi. Cho nên cái công việc của mình với từng cá thể nhân viên của mình trong đội ngũ sẽ như thế nào? Có nghĩa là bạn thấy đòi hỏi một cái những cái yêu cầu công việc nó rất là đặc thù, đúng không ạ? Thì như vậy bạn sẽ thấy, thì xin phép được mời bạn qua cái slide tiếp theo, nó sẽ đối với cá nhân bạn phải biết phát triển họ. Từng những người nhân viên ngày đầu tiên khi tham gia vào đội ngũ của bạn, chắc chắn họ chưa đủ giỏi như mình kỳ vọng. Có thể họ giỏi ở nơi nào đó đó bạn. Họ có thể tốt nghiệp ở trường nào đó, loại nào đó, loại A, loại B, loại C gì đó. Họ có thể có bao nhiêu năm kinh nghiệm ở nhà hàng này, khách sạn nọ, đúng không ạ? Tuy nhiên khi họ tham gia vào một cái đội ngũ làm việc của mình, chắc chắn họ với cái kỳ vọng công việc, với cái tiêu chuẩn công việc, với cái chất lượng công việc của bạn kỳ vọng, nó luôn luôn có một cái khoảng cách. Và nhiệm vụ của mình là kéo cái khoảng cách này nó càng gần nhau càng tốt. Đó là nhiệm vụ của bạn. Mình gọi là cái công việc đó là cái công việc phát triển nhân viên. Đừng nghĩ công việc phát triển nhân viên chỉ dành cho những người nhân viên mới, kể cả những nhân viên có kinh nghiệm luôn bạn. Nếu họ đã quá giỏi thì tại sao họ không được thăng chức lên những vị trí cao hơn? Rõ ràng với những người nhân viên có kinh nghiệm, họ vẫn có những cái mặt hạn chế đâu đó trong cái khả năng công việc. Chính vì vậy chúng ta cần phải cũng tiếp tục công việc phát triển một người nhân viên có kinh nghiệm bạn. Cho nên cái việc mà bạn phát triển nhân viên, bạn hỗ trợ nhân viên, bạn giúp đỡ nhân viên mình trong quá trình giám sát, trong quá trình làm việc với họ, đó là một trong những cái công việc của bạn đối với cá nhân. Rồi khi mà bạn có những người nhân viên có chất lượng tốt rồi, hoặc là như thầy nói đội ngũ từng cá thể nhân viên đã có thể tiếp cận đến cái chất lượng mà bạn mong đợi rồi, thì một việc tiếp theo cũng không kém phần quan trọng, mà thậm chí nhiều nhà quản lý thất bại cũng vì công việc này. Đó là nếu bạn có những người nhân viên tốt thì nhiệm vụ tiếp theo của bạn là bạn phải biết kết hợp những người nhân viên đó lại thành thật sự là một đội ngũ làm việc. Một đội ngũ làm việc bạn. Bạn hình dung đây là năm ngón tay, thì làm sao bạn phải kết hợp họ lại thành một đội ngũ làm việc. Như vậy bạn mới có một cái nhóm làm việc hiệu quả. Thực tiễn chứng minh rằng có rất nhiều người quản lý thất bại bởi vì họ không biết cách xây dựng một cái nhóm làm việc hiệu quả. Mà trong nhiều lĩnh vực người ta khuyến khích, người ta nhấn mạnh về cái tính hiệu quả trong việc làm việc nhóm. Tuy nhiên, song song đó thầy đồng ý vẫn có những cái môi trường công việc, những cái mảng nghiệp việc mà các bạn vẫn có thể độc lập khi bạn làm việc, bạn có thể làm việc thành công với cá nhân mình. Tuy nhiên, ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng nói chung và ngành dịch vụ F&B đặc thù, thầy nhấn mạnh là đặc thù nói riêng, thì cái hiệu quả của làm việc nhóm, cái nhu cầu, cái yêu cầu để làm việc nhóm để mang lại một cái trải nghiệm dịch vụ cho khách là điều bắt buộc. Trong ngành F&B không thể thành công với một cá nhân người nhân viên. Một bữa ăn, bạn xem coi, được sự tham gia, được sự giúp sức, được sự hỗ trợ của rất nhiều cái khâu, rất nhiều nhân sự để có được một cái trải nghiệm dịch vụ F&B mà khách gọi là wow. Cho nên từng nhân viên bạn phải biết xây dựng họ, kết hợp họ lại thành một đội ngũ vững mạnh. Chắc các bạn biết những thành quả của những đội bóng bóng đá đó bạn, là tự nhiên đây là một trong bộ môn mà thầy rất là yêu thích và thầy nghĩ nó rất là phổ biến để mang đó là chất liệu giảng dạy. Có nhiều cầu thủ giỏi chưa chắc là một đội bóng thành công. Các cầu thủ giỏi phải biết kết hợp với nhau, và cái vai trò của người quản lý nhóm ở đây là huấn luyện viên đó bạn. Giống như mình hiện giờ mình là giám sát viên vậy, thì bạn phải biết kết hợp họ là thành một đội ngũ làm việc hiệu quả. Như vậy đối với nhóm, công việc của mình là bạn phải xây dựng một cái nhóm làm việc hiệu quả từ nền tảng là người, những cá nhân nhân viên có năng lực. Rồi khi bạn có được một cái đội ngũ làm việc hiệu quả cho mình, thì như vậy thầy có thể nói bạn có nhiều cơ hội. Không có nghĩa là luôn luôn, dùng từ luôn luôn là chắc chắn ha, ở đây bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình ha. Như thầy nói, bạn là một người giám sát, bạn là người quản lý, có thể bạn cực kỳ kiệt xuất, nhưng mà bạn sẽ khó, thì dùng từ khó là dùng từ vẫn còn một tỷ lệ phần trăm có thể, như thầy có thể dùng bằng cái kinh nghiệm thực tế của thầy có thể nói với bạn là bạn không thể thành công nếu bạn chỉ có một mình ở một người quản lý F&B, một người giám sát F&B. Cho nên
Chỉ khi bạn phát triển được cá nhân người nhân viên và bạn kết hợp xây dựng họ tạo thành một cái nhóm làm việc hiệu quả, và đó là cái nền tảng cho bạn đạt được cái nhiệm vụ công việc, hoàn thành những cái trách nhiệm công việc cũng như là những sự phân công của người quản lý cấp cao hay những người chủ doanh nghiệp dành cho mình. Hay nếu chúng ta đặt ngược lại, nếu bạn không thể phát triển nhân viên, bạn thất bại trong cái việc tạo ra một cái nhóm làm việc hiệu quả cho mình, thì chắc chắn bạn, cái khả năng bạn thất bại trong cái việc hoàn thành cái nhiệm vụ được giao cực kỳ lớn. Như vậy bạn sẽ không thể nào dùng từ bạn thành công ở vai trò của mình là người giám sát. Cho nên mô hình ba vòng tròn này nó không quá nhiều chữ nghĩa để chúng ta nhìn vào nó để chúng ta học. Nhưng mô hình ba vòng tròn này nó lại có rất nhiều thông điệp. Đặc biệt công việc và vai trò nhiệm vụ của người giám sát viên với cá nhân nhân viên của anh ta như thế nào. Anh ta cần phải có một đội ngũ làm việc. Tại sao anh ta phải có một đội ngũ làm việc? Và chỉ có thể anh ta chỉ có thể có được hai cái vòng tròn đầu tiên thì anh ta mới có thể có được cái vòng tròn thứ ba. Ok. Và làm sao để phát triển nhân viên, làm sao để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả? Đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ được làm việc với nhau trong chương 3 này. Ok. Hy vọng rằng phần giải thích của thầy dành cho các bạn vừa rồi, đâu đó một số ý được sử dụng từ cái sự phát biểu của các bạn ha, đâu đó cũng là một số ý sẽ mới, hy vọng các bạn sẽ hiểu đối với công việc của người giám sát viên đối với mô hình ba vòng tròn này. Tôi xin phép được chuyển qua phần tiếp theo. Như vậy, trong công tác hàng ngày của một người giám sát và quản lý, chúng ta hãy có một suy nghĩ thường trực rằng mình có thể làm gì để giúp nhân viên của mình. Mình có thể làm gì để có thể hỗ trợ nhân viên của mình. Giữa mình với nhân viên nha. Mình làm gì để có thể phát triển nhân viên của mình. Bởi vì chúng ta vừa khẳng định với nhau, chúng ta là người quản lý thì chúng ta phải phát triển nhân viên, phải giúp đỡ nhân viên để có thể nhân viên sẽ trở nên tốt hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn trong cái sự quản lý của mình. Một trong những điều mà người nhân viên có thể giúp người giám sát, người quản lý có thể phát triển nhân viên là anh ta phải hiểu về nhân viên anh ta. Hiểu về nhân viên, chúng ta nên hiểu về những việc gì ta? Chúng ta hiểu về tính cách, chúng ta hiểu về điểm mạnh, điểm yếu, năng lực, vân vân. Nhưng mà hãy nghĩ rằng những cái phần đó các bạn có thể quan sát, các bạn có thể đánh giá được. Một trong những cái đầu tiên và cơ bản nhất chúng ta nên hiểu để có thể có những cái hoạt động tạo động lực làm việc cho nhân viên của mình. Từ động lực thì tôi nghĩ rằng các bạn nghe nhiều, các bạn cũng thể sử dụng trong văn nói, sử dụng trong những cái câu phát biểu của mình nhiều. Nhưng ngày hôm nay với chủ đề là người giám sát viên quản lý nhân viên mình như thế nào để hiệu quả, chúng ta mang câu chuyện là tạo động lực làm việc cho nhân viên, chúng ta mang câu chuyện về thế nào là động lực của một người nhân viên ra đây, để một lần nữa chúng ta khẳng định, chúng ta tìm hiểu để chúng ta có thể sử dụng cho cái công việc quản lý nhân viên thực tế. Như vậy hãy cùng với thầy tìm hiểu chủ đề đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sử dụng từ động lực thì nhiều rồi, áp dụng nó trong công việc cũng nhiều rồi. Như vậy động lực thực tế nó là gì? Thầy muốn nghe ý kiến một vài bạn. Động lực là gì? Thầy muốn nghe ý kiến một vài bạn. Theo cá nhân mình nha, động lực có nghĩa là gì? Rồi, thầy mời bạn Võ Thị Sáng. Dạ thưa thầy, động lực là một cái gì đó để khiến mình muốn làm cái công việc đó thầy. Động lực là một cái gì đó. Thật ra có thể dùng từ ngữ thì cũng khó diễn tả đúng không bà? Dạ. Nó là một cái gì đó mà khiến mình làm. Bạn có thể cho thầy biết một cái ví dụ từ mình đi, cá nhân mình đi. Có những cái điều gì mà trong cuộc sống hàng ngày của mình làm thực sự theo bạn đánh giá bởi vì bạn có động lực làm đó. Dạ thầy, nếu như mà em đi làm, em làm tốt một công việc gì đó, em được cấp trên khen thưởng và tặng quà cho em thì em sẽ có động lực làm hơn á thầy. Cấp trên khen thưởng tặng quà cho bạn. Dạ. Bạn ơi, bạn cho thầy hỏi chút xíu nha. Bạn phấn đấu làm việc, bạn nỗ lực làm việc trước hay là
khi mà bạn được tặng quà rồi bạn mới phấn đấu làm việc. Như thường lệ thì em vẫn làm như bình thường, nhưng mà sao ta, Có nhưng nghĩa mà thí dụ như thầy nói giả sử nha, có phải ngày đầu tiên khi bạn vào làm bạn đâu có biết được là khi bạn làm tốt bạn sẽ được tặng quà hay là bạn được tưởng thưởng gì đâu, đúng không ạ? dạ không. Không, bạn hoàn toàn không biết, nhưng mà bạn vẫn nỗ lực, bạn làm việc, bạn làm hết công suất của mình, bạn làm rất là tốt. Bạn sẽ không biết rằng mình làm tốt để mình đạt được một điều gì, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái việc mà người quản lý thấy được cái thành quả công việc của bạn và như họ tưởng thưởng bằng một hình thức gì đó thì không, cái việc đó là tùy mỗi một doanh nghiệp, nó làm cho bạn sẽ có thể duy trì và tiếp tục cái nỗ lực của mình nữa, đúng không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Ok, thì cảm ơn ý kiến của bạn ha, rất nhiều điểm hay để chúng ta có thể khai thác. Thì mời ý kiến của bạn tiếp theo nha, thì mời bạn Định. À, thưa thầy, theo em động lực là giống như là một cái sự cố gắng trong tinh thần của mình để mình đạt được mục tiêu á thầy. Ví dụ như là một cái sự một cái niềm tin, hay là một cái gì đó mà mình vui vẻ trong cuộc sống, thì mình thấy nó là động lực để mình có thể cố gắng để làm, để mình đạt mục tiêu ạ. Ok, đương nhiên bạn phát biểu rất là nhiều cái thông điệp trong đây, nhưng mà bạn có thể cho thầy một cái ví dụ cá nhân mình rằng trong cuộc sống của mình á có cái điều gì mà thể hiện rõ ràng mình làm điều đó bởi vì động lực, Ví dụ nếu bạn không như, ngại. dạ thưa thầy, ví dụ như động lực của em là gia đình, thì em sẽ cố gắng hết sức mình để mình lấy gia đình mình là niềm vui, thì mình sẽ có động lực để mình làm việc, mình cố gắng phát triển bản thân mình để mình kiếm nhiều tiền để cho gia đình. Có nghĩa là bạn có thể tìm rất nhiều việc bạn làm, bạn có thể làm overtime, bạn có thể vừa học vừa làm, bạn sẽ nỗ lực để bạn kiếm tiền. Thực ra khi bạn kiếm tiền này, cái lý do bạn bạn nỗ lực bạn làm việc này không phải vì vì bạn kiếm tiền, mà là bởi vì sao? Bạn mong muốn khát khao gia đình của mình được chăm sóc tốt hơn, đúng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Ok bạn, thầy cảm ơn ý kiến của bạn và cảm ơn cái chia sẻ rất là cá nhân của mình ha. Đương nhiên trong trong lúc giảng bài thì thầy cũng hay kia mong muốn là các bạn phải chia sẻ được những cái minh chứng, những cái ví dụ cho cái phát biểu của mình ha. Cảm ơn bạn nhiều, thầy mời một bạn tiếp theo nữa nha. Và bạn bạn Bảo Sơn đi, thầy mời bạn Bảo Sơn. Dạ em chào thầy ạ. À. Dạ, theo em thì động lực kiểu như là nó là một cái gì đó bên trong bên bên trong con người của mình thôi thúc mình thực hiện một cái hành động gì đó. Ví dụ câu phát biểu Dạ của thầy. bạn nó nhiều thông điệp rất là hay, nhưng mà thầy muốn một cái ví dụ từ cá nhân mình nào. Dạ, theo em thì cái ví dụ cụ thể đó là ví dụ như khi em chơi nhạc thì cũng có nhiều lần mình nhận được những cái lời khen hoặc là những cái đóng góp tích cực cho cái đam mê của mình, thì mình có thể đem lại niềm vui cho người khác, thì cái đó là động lực. Ok, thì cảm ơn ý của bạn rất là nhiều ha. Có nghĩa là bạn bạn thực hiện cái việc bạn đi bạn chơi nhạc, bạn yêu thích công việc chơi nhạc, nhưng mà thật ra bạn chơi nhạc không phải là giải trí, bạn chơi nhạc bởi vì bạn hướng tới, bạn có mong đợi là sử dụng cái giá trị âm nhạc của mình để coi như là để hướng tới cái sự phục vụ cuộc sống của mọi người, đúng không ạ? Ok, thì cảm ơn bạn. Bạn muốn làm đợi thêm một chút. Ok, rồi thầy cũng thấy rất nhiều bạn có mong đợi chia sẻ ý kiến, đương nhiên là thầy xin phép được sử dụng cái ý kiến của các bạn ở những câu hỏi sau. Động lực thực ra là những cái từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong cái văn nói, trong cái cách nói, nhưng mà thú thật á là cũng sẽ rất nhiều cái sai lầm hoặc là cái sai, cái không đúng khi chúng ta nhìn nhận về động lực. Hãy cùng với bài bắt đầu từ cái bài học của chúng ta đi để thầy có thể phân tích nhiều hơn. Động lực đó là những điều khiến cho mọi người sẽ làm theo nhu cầu của mình, mong muốn của mình. Nó có thể là sự sợ hãi. Ha. Nó có thể là kể cả sự sợ hãi cũng là những cái lý do ha, hoặc là những cái ham muốn bên trong của mỗi con người. Bên trong, từ bên trong của mỗi cá nhân mọi người. Và những cái điều đó nó sẽ thôi thúc mọi người sẽ làm những điều cần làm, tác động đến hành vi của mọi người, là nguyên nhân dẫn đến cái việc chúng ta ứng xử khác nhau, chúng ta hành động khác nhau. Ok.
hãy bắt đầu sự chia sẻ bởi cái bức tranh ở dưới cái định nghĩa này. Các bạn bạn thấy những cái hình ảnh này thể hiện một cái trò chơi gì ạ? À? Có phải họ đang thể hiện một trò chơi kéo co, đúng không ạ? Một trò chơi kéo co. Tất cả những thành viên trong đội này họ đang hết sức, hay thậm chí thầy có thể nhìn hình, bạn có thể đoán được là người ta dùng không phải 100% đâu mà dùng từ kể cả 200% sức lực của mình để dùng hết sức để kéo cái cọng dây về đội của mình. Lý do tại sao họ phải làm điều đó? Có ai ép buộc họ làm điều đó không bạn? Có ai ép buộc không vậy? Đâu có ai ép buộc họ làm được, đúng không ạ? Họ làm theo bạn, họ dùng hết sức lực của mình, họ kéo cọng dây về phía mình. Không ai ép buộc, đây là một trò chơi thôi, không ai ép buộc họ làm điều đó. Hay thậm chí họ phải chảy máu bằng tay luôn mà. Theo bạn họ làm điều đó vì cái gì? Họ làm điều đó vì cái gì? Thầy mời bạn Duyên. Dạ thưa thầy, là vì mục đích của họ khi tham gia trò chơi này là để chiến thắng, cho nên họ phải... Cảm ơn bạn Duyên rất là nhiều. Bởi vì họ muốn trở thành là người chiến thắng. Họ muốn là họ không muốn thất bại. Vì thế bạn sẽ thấy mặc dù đây là một cái trò chơi, sự tham gia trò chơi là tự nguyện, mà cái mục đích của trò chơi này cũng chỉ là một trò chơi vận động thôi. Nhưng mà họ có thể sử dụng hết tất cả những gì mà tự tiềm tàng của họ có. Họ bởi vì họ muốn trở thành người chiến thắng. Đúng không ạ? Thì trong cuộc sống vậy, trong công việc cũng vậy. Bạn thể thấy có những cái hành vi của nhân viên mình. Tại sao có những người nhân viên mà thấy họ làm, họ tận lực, họ làm rất là hết sức của mình. Giống như hồi nãy có một bạn chia sẻ với thầy, ngày đầu tiên bạn vào làm, bạn vẫn làm hết sức, mà bạn không biết rằng mình làm như vậy thì có được thưởng gì không. Không, câu chuyện đó, câu chuyện ở đằng sau nhiệm vụ của mình hay là sự khát khao của mình là khẳng định bản thân, để chứng minh năng lực, để cho mọi người đồng nghiệp tôn trọng và mình thăng tiến trong cuộc sống. Đương nhiên tất cả những điều mà thầy vừa nêu nó chỉ hướng đến một cái kết quả tốt hơn, có nghĩa là sự nghiệp của mình được thăng tiến vì chúng ta muốn chăm sóc gia đình tốt hơn. Ví dụ vậy ha. Cho nên bạn sẽ thấy trong cuộc sống, trong công việc, những bạn sẽ có những cái nhóm nhân viên thực sự khi họ có mặt trong đội ngũ của mình, họ làm vì họ có một cái động lực thực sự trong người. Và điều đó hoàn toàn không ai ép được hết bạn, không ai ép được. Đương nhiên cũng song song đó sẽ có những người nhân viên như thầy nói, họ đến với cái công việc bởi những lý do khác nhau ngoài động lực. Điều đó có mà. Có. Thú thật khi thầy làm công tác quản lý, rất là nhiều nhân viên thầy phát hiện rằng sẽ có những người nhân viên thậm chí ngày đầu tiên khi họ phỏng vấn họ cũng nói rất rõ, em muốn làm công việc này trong vòng một tháng, hay muốn làm công việc này trong vòng một năm cho đến khi em tốt nghiệp để em làm một cái công việc chuyên ngành của em. Hay là thậm chí họ có thể nói, họ có thể cho trong lúc làm việc họ cũng thể cho bạn biết cái thông điệp rõ, họ làm bởi vì sao, dùng từ là cơm áo gạo tiền, hoặc là họ làm bởi vì lấy ngắn nuôi dài để ấp ủ một cái tương lai nào của họ. Thì trong công việc hàng ngày bạn cũng có những cái nhóm nhân viên mình tạm gọi, họ đi làm bởi vì những cái lý do ngoài động lực. Như vậy câu vấn đề được đặt ra nè, chúng ta quản lý những người nhân viên đó như thế nào? Chúng ta quản lý những người nhân viên đó như thế nào? Chúng ta từ liệu chúng ta, nếu chúng ta gọi là từ chối họ, không làm với họ bởi vì anh không có động lực, tôi không làm. Thực ra như vậy nó sẽ khó trong cái việc mà nguồn nhân sự của mình liệu có đủ để chúng ta làm việc hay không. Mà thật ra chúng ta có thể ngay lúc phỏng vấn hay là lúc làm việc với nhau trong thời gian đầu, bạn không phát hiện được điều đó đâu ạ. Không phát hiện được điều đó ha. Cho nên á, lý do tại sao mà đặt ra vấn đề, bạn cần phải hiểu về động lực làm việc của nhân viên. Nếu với những người nhân viên họ làm vì động lực, đó là niềm điều may mắn của bạn. Nhiệm vụ của bạn là gì? Bạn sẽ khơi gợi cái động lực làm việc của nhân viên. Bạn sẽ thúc đẩy những cái động lực làm việc cho nhân viên của mình, để nhân viên của mình sẽ đạt đến những cái hiệu quả công việc tốt nhất, tối đa hóa cái chất lượng công việc của nhân viên. Còn đối với những người nhân viên mà chúng ta nghĩ rằng họ không có thể, không họ làm việc với một cái lý do ngoài động lực, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể tác động đến cái hành vi của nhân viên bằng những yếu tố khác. Bởi lý do tại sao, thầy muốn mời các bạn chuyển qua chủ đề thứ hai. Như vậy chắc các bạn cũng nghe động cơ rồi đúng không ạ? Động cơ. Theo bạn, động cơ là gì? Thầy xin phép được lắng nghe ý kiến của một vài bạn. Theo bạn, động cơ là gì ạ? Thầy mời bạn Duyên à.
Thế thầy em nghĩ là động cơ là cái nguyên nhân để dẫn tới mình có cái động lực đó. Động cơ là nguyên nhân dẫn đến mình Dạ. có động lực đó. Bạn thầy cho thầy một cái ví dụ để minh chứng cho câu phát biểu của mình. Ví dụ như em là ví dụ như em là một người bình thường thì ví dụ em có một cái ngoại hình xấu, mập xấu thì cái bạn trong lớp hay là những người ngoài xã hội luôn nhìn em và nói mày mập như thế này, mày xấu như thế này thì em sẽ có một cái động lực là những cái lời nói đó em sẽ giảm cân, em sẽ làm đẹp, tú tách lại bản thân như vậy để phấn đấu mình đẹp hơn. Như Nghĩ vậy như vậy. theo bạn nha, ở đây bạn nêu ra cái ví dụ thông qua cái ví dụ của bạn. Thứ nhất là những cái lời gọi là chỉ trích hoặc là cái lời nói không lọt lỗ tai của mình, dùng từ là cộng đồng. Cái đó cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái mong muốn mình đẹp hơn, mình hoàn thiện hơn. Đó là hai vấn đề. Theo bạn, cái hành vi của bạn á, bạn bạn chăm sóc bản thân của mình tốt hơn, nó xuất phát từ từ cái lý do nào? Là cái điều mình muốn bản thân mình, muốn chăm sóc bản thân mình tốt hơn, muốn hoàn thiện bản thân mình tốt hơn, hay bạn làm điều đó bởi vì những cái sự chỉ trích của cộng đồng? Dạ thưa thầy là bình thường thì bản thân mình cũng hướng tới những cái điều tốt đẹp nhưng mà vì vì bình thường mình cố gắng 50% nhưng những lời chỉ trích đó cộng thêm 50% nữa để mình cố gắng có một cái động lực đạt tới nó nhanh hơn nữa. Ok, thì cảm ơn cô bạn, cảm ơn cái câu phát biểu của bạn nha. Thật ra câu phát biểu của bạn, thầy có thể tổng kết như thầy, bản thân của bạn vốn dĩ cũng là một cái người rất là ý thức trong cái việc chăm sóc và muốn hoàn thiện bản thân của mình rồi, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đương nhiên những cái lời chỉ trích của cộng đồng lại thêm cho bạn cái sự quyết tâm nữa, đúng Dạ không ạ? đúng. Chứ không phải trước đây bạn là người không care luôn, không quan tâm tới ngoại hình luôn, nhưng mà do bị chỉ trích thì bạn mới quan tâm đến ngoại hình, đúng không ạ? À? Tình huống của bạn không phải là vậy, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Ok, thầy cảm ơn bạn Duyên câu phát biểu của mình ha. Rồi thầy mới kiếm một bạn nữa nha. Động cơ. Thầy mời một vài bạn nha. Thầy mời bạn Minh Tuấn ạ. Trần Nguyễn Minh Tuấn. Có em thầy ơi. Rồi, bạn vui lòng chia sẻ, theo bạn động cơ là gì? Dạ, thầy là động cơ có nghĩa là mình muốn làm một điều gì đó mà nó sao ta? Khó Nãy nói. các bạn đã nghe cái thầy đã phân tích và bài đã chia sẻ với bạn động lực là gì rồi đúng không? Còn bây giờ động cơ, theo bạn động cơ là gì? Dạ, động cơ là lý do của mình làm việc đó. Đó động lực cũng là lý do Dạ, em nghĩ là vậy thôi. à? Ok bạn, cảm ơn bạn nhiều nha. Thật ra ý kiến của bạn cũng là một ý kiến rất là đáng suy nghĩ. Thật ra đó là ý kiến của lý do tại sao chúng ta phải mang chủ đề này để chúng ta nói động lực và động cơ. Trước đây thầy cũng có suy nghĩ như bạn vậy ha. Thật ra động cơ chúng ta nghĩ động lực cũng vậy, động cơ là gì cũng vậy. Thật ra nó là cái lý do để chúng ta làm điều đó. Chúng ta làm cái gì phải có lý do, nhưng mà đương nhiên cái nào cũng là lý do hết, nhưng mà nó khác biệt chỗ nào? Nếu mà nó không khác nhau thì thật ra nó không có hai cái chữ này. Em nói lại được không thầy? Thầy chia sẻ, bạn thầy welcome bạn, mời bạn. Là em nghĩ lại là động động lực là cái thôi thúc trong tinh thần của mình, còn động cơ là những cái hành động ngoài đời thực của mình để dẫn để lấy cái động lực đó đi tới cái mục đích đó. Ok, good. Thầy tạm lấy ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn Duyên. Thầy lấy ý kiến của bạn làm sự phân biệt nha. Thầy mời các bạn chú ý đến slide màn hình. Những ý động lực thật ra chúng ta nói rồi, nó những yếu tố từ bên trong của mọi người. Tôi muốn làm điều đó. Tôi muốn chăm sóc cho gia đình chúng tôi. Tôi muốn thăng tiến trong nghề nghiệp. Tôi muốn chứng minh bản thân. Hay thậm chí tôi muốn đá banh. Bạn sẽ thấy có những cái giờ trưa mà thầy có những lúc mà thầy chạy xe ngoài đường vào giờ trưa, bạn thông thường giờ trưa nắng chang chang luôn. Thật ra giờ đó phải là cái giờ mà chúng ta ăn cơm trưa, giờ đó phải là giờ chúng ta uống cà phê, giờ đó phần lớn là chúng ta nghỉ trưa. Nhưng mà thật ra thầy thấy trong những cái sân bóng đá mini á, mà khi thầy được chạy xe từ nhà về nhà, từ trên chỗ làm về nhà, thì thấy có những trận bóng đá được tổ chức vào giờ trưa như vậy.
Thì thật ra nếu gọi là khoa học, nếu chúng ta hỏi là giờ đó có phải là giờ tốt cho một trận bóng đá là không, nhưng tại sao người ta vẫn phải phải thực hiện điều đó? Thầy nghĩ rằng rất là nhiều người, người ta khát khao, người ta chơi bóng đá, người ta đam mê cái môn này, người ta chơi vào cái giờ mà mình dùng từ là có vẻ như không phù hợp, nhưng đối với họ, họ dùng từ, thầy dùng từ là bất chấp, đó là họ khao khát, họ đam mê môn bóng đá và họ thực hiện ha. Như vậy còn động cơ, động cơ là những yếu tố hay là những sự việc ở bên ngoài nhưng tác động đến hành vi của chúng ta. Thầy lấy ví dụ, tất cả các bạn sinh viên hay học, các bạn đã từng trưởng thành là học sinh, các bạn thấy trước kỳ thi, phần lớn chứ không phải tất cả nha, phần lớn bố mẹ thường hay nói à, ráng thi đi con ơi, à, sẽ thưởng cho cái gì đó trước mỗi kỳ thi. À, ráng thi có kết quả thì ráng thi chuyển cấp tốt, thì ráng thi tốt nghiệp tốt thì sẽ được cái gì đó, một cái phần quà gì đó. Có thể đó là những phần quà nó mang tính khích lệ, có thể đó là những cái phần quà nó mang tính giá trị thực sự. Một chiếc xe Honda đối với học sinh, ô ráng thi đi cho tặng cho một chiếc xe Honda, một cái phần quà quá lớn đúng không, mà thời điểm bạn là sinh viên, là học sinh. Khi mà ba mẹ bạn nêu ra một cái phần quà như vậy, thật ra ba mẹ của bạn á, vốn dĩ mình là người, học lực của mình có thể là 50-50, có thể đậu, có thể không đậu. Và bố mẹ bạn muốn sử dụng cái yếu tố một cái lời hứa hẹn, một cái phần quà để khích lệ. Cái phần quà đó khi bố mẹ của bạn nói ra đã vô tình tác động vào hành vi của mình. Mình siêng năng hơn không ạ? Siêng năng hơn. Mình quyết tâm hơn không ạ? Mình quyết tâm hơn. Thậm chí trước đây mình không có yêu thích học chút xíu nào hết đó. Nhưng mà vì chiếc xe chúng ta, vì có thể có được chiếc xe gắn máy hay một chiếc xe tay ga nào đó, chúng ta sẽ quyết tâm học. Thì rõ ràng cái lý do, cái hành vi mình quyết tâm hơn, cái hành vi mà mình nỗ lực hơn, cái hành vi mà mình biến từ một cái người rất là chán học thành một cái người siêng năng để học, đó là bởi vì một cái lời hứa hẹn của bố mẹ của bạn. Và lời hứa hẹn đó mình gọi là động cơ, là những yếu tố ở bên ngoài nhưng có thể tác động đến hành vi của các bạn. Khi đi làm cũng vậy bạn. Như thầy nói, nếu bạn có những người nhân viên họ làm bởi vì họ làm bởi vì họ họ yêu thích, họ muốn chứng minh bản thân vân vân, thì họ sẽ, đương nhiên bạn bạn có quà cho họ hay không có quà cho họ, bạn họ vẫn nỗ lực để chứng minh, bởi vì họ làm bởi vì cái lý do của họ, riêng của họ. Tuy nhiên với những người nhân viên mà bạn sẽ thấy họ làm không thực sự với những cái lý do ngoài động lực, thì bạn vẫn có thể tác động đến hành vi của họ. Đó là sự giám sát chặt chẽ, đó là cái sự răn đe, nó là cái tính kỷ luật tập thể, đúng không ạ? Đó là những cái lời động viên, đó là những sự hứa hẹn về những cái phần thưởng nào đó. Tất cả điều đó là quy chế thưởng phạt của công ty, tất cả những điều đó nó hoàn toàn để tác động đến hành vi của nhân viên. Nhân viên có thể sợ mà làm, nhân viên có thể vì một cái phần thưởng mà làm, nhân viên có thể vì cái quy chế thưởng phạt nghiêm minh mà làm. Đó là cái yếu tố bên ngoài có thể tác động đến hành vi của nhân viên. À, như vậy các bạn đã phân biệt được đâu là động lực, đâu là động cơ chưa? Các bạn đã phân biệt được chưa? Dạ được thầy ơi. Dạ Ok rồi. bạn. Cảm ơn các bạn. Như vậy, cái bức tranh này một lần nữa cho bạn thấy. Trong bức tranh này có hai nhân vật. Một nhân vật cầm một cái cây rượt đuổi nhân vật còn lại. Đúng không ạ? Một cái cây. Cho thầy hỏi lý do tại sao anh chàng này chạy, quyết định chạy. Lý do anh chàng mà quyết định chạy có phải là trong bài người ta đưa ra lý do luôn là tôi muốn sống sót. Tôi muốn sống sót. Tôi muốn tồn tại, tôi muốn vượt qua những cái nguy hiểm. Chính vì vậy tôi chạy, thậm chí tôi chạy nhanh hơn bất kỳ lần nào mà tôi đã từng chạy. Và tôi có thể làm được nhiều thứ mà trước đây trong một cái điều kiện bình thường tôi không thể làm được. Bởi vì tôi khát khao được sống, tôi muốn sống sót. Như vậy anh ta có động lực. Đúng không ạ? Bạn thấy nếu mà ở chiều ngược lại có rất nhiều cái sự việc mà bạn đọc trên báo chí, à, người ta tìm đến cái sự kết liễu, người ta chán trường vân vân, thì rõ ràng bạn sẽ thấy cho dù có ai rượt đánh họ, họ cũng không có chạy đâu, đỡ quá đang muốn tìm đến cái chết, tự nhiên có
có người mang đến. Thật ra bạn hình dung đương nhiên thầy sorry khi phải nói một cái ví dụ nó tiêu cực trong cái bài giảng của mình. Tuy nhiên điều đó là điều hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn. Tất cả mọi người đều rất là trưởng thành rồi. Ha. Cho nên bạn sẽ thấy cái hành động mà anh ta tháo chạy, mà anh ta chạy rất nhanh bởi vì anh ta muốn sống sót. Và cái nhân vật đóng vai là cái người rượt đuổi này chính là động cơ đó bạn. Động cơ là những yếu tố bên ngoài nhưng tác động đến hành vi của mình. Như vậy bức tranh này bạn sẽ thấy nó cho bạn nhiều cái thông điệp trong cái công tác quản lý nhân viên của mình. Đúng không? Nhiều thông điệp trong công tác quản lý của mình. Bạn sẽ sử dụng động cơ để bạn thúc đẩy những người nhân viên có động lực. Họ giúp cho họ hiệu quả hơn, giúp cho họ tối đa hóa năng suất của họ. Thậm chí bạn có thể sử dụng động cơ để bạn tác động đến hành vi của những người nhân viên không có động lực luôn. Ok. Như vậy, đối với những người nhân viên không có động lực, theo bạn có thể tạo ra động lực cho nhân viên mình được hay không? Thật ra câu hỏi này sẽ có nhiều cái ý kiến rất là trái chiều. Xin phép thầy không có dành thời gian để có thể tiếp thu những cái đóng góp trong câu hỏi này. Tuy nhiên đó bạn, thầy muốn khẳng định với bạn, rất là nhiều nhân viên của bạn họ không có đam mê, họ không có khát khao, họ không yêu thích công việc. Thì đối với những người nhân viên này, bạn mới có thể tác động đến những hành vi giúp cho họ trở nên những người nhân viên thực hiện công việc chuẩn mực hơn, tiêu chuẩn hơn được. Đó là trong thời gian ngắn, cũng giống như cái việc mà một em học sinh không thích học, nhưng mà do một cái phần thưởng của bố mẹ nó lớn lao quá, dẫn đến hành vi của mình quyết tâm. Nhưng sau khi mà mình quyết tâm, mình đạt được mục tiêu và mình đạt được cái phần quà đó rồi, bạn cũng không thể nào thay đổi cái hành vi hoặc là cái sự yêu thích của nhân viên đó được. Mà học sinh đó nó không yêu thích học, rõ ràng bạn không thể tạo ra niềm yêu thích cho nhân viên, cho cái học sinh đó được bằng cái phần quà. Ha, lưu ý. Tuy nhiên các bạn, đối với những người nhân viên đã có động lực làm việc thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái kỹ năng quản lý của mình, những cái yếu tố bên ngoài để có thể thôi thúc tác động đến hành vi của nhân viên của mình. Tổng kết để có thể trả lời cho câu hỏi này, thầy có một cái bức tranh về ngọn nến động lực để có thể chia sẻ với bạn, cũng như để kết thúc cái những cái phần kiến thức về động lực và động cơ dành cho nhân viên của mình. Một ngọn nến này nó được cháy bởi ba yếu tố. Chắc các bạn trường của mình thầy thấy cũng có những bộ lực tập huấn những cái đợt tập huấn về phòng cháy chữa cháy, chắc các bạn cũng biết được một số cái kiến thức cơ bản này. Một cái sự cháy thành công nó được tạo ra bởi ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên là chất cháy. Chất cháy ở đây là ngọn nến, là cái tiềm nến. Yếu tố thứ hai là nguồn nhiệt. Ở đây là có thể hụt quẹt nè bạn, hay nguồn lửa. Yếu tố thứ ba là môi trường cháy. Bạn thấy là oxy xung quanh của mình. Thật ra trong môi trường cuộc sống xung quanh của mình, đó là một môi trường cực kỳ phù hợp để cho một cái sự cháy nó tạo ra. Đó là lý do tại sao mà cái sự cảnh báo về cháy nổ luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ khi thiếu một trong ba yếu tố vừa rồi thì nêu, thì ngọn nến sẽ tuyệt đối sẽ không thể nào cháy được. Thầy lấy ví dụ nha, bạn nếu sử dụng cái hình ảnh ngọn nến này coi như là một người nhân viên trong cái môi trường làm việc của mình. Cái môi trường làm việc chính là cái môi trường cháy. Đúng không? Nếu bạn không có một cái môi trường cháy tốt, bạn sẽ có thể dập tắt cái ngọn lửa này. Bạn thấy hình, ví dụ như bạn đốt ngọn nến, bạn lấy cái nắp, bạn chụp lại cái, bạn ngăn cái oxy vào, thì chắc chắn ngọn nến nó tắt. Cho nên cái việc mà người nhân viên mất động lực làm việc, nó cũng có thể đến từ yếu tố cái môi trường làm việc. Yếu tố thứ hai, thí dụ một cái hình huống thứ hai, thiếu yếu tố thứ hai đó là nguồn nhiệt. Một ngọn nến rất là, dùng từ một cái ngọn nến rất là nhìn rất là tốt, rất là lớn, ha, tim nến rồi mọi thứ, môi trường xung quanh, nhưng thật ra bạn không có nguồn nhiệt. Ở đây mình hỏi là cái cơ hội để thể hiện, hay là thậm chí là cái sự khích lệ, thì cái ngọn nến cũng có thể không cháy. Yếu tố thứ ba, ngọn nến này bạn thấy có một cái môi trường cháy, là môi trường làm việc ổn, mọi thứ rất là ổn, người quản lý luôn luôn cung cấp sự động viên, khích lệ, có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực. Nhưng mà cái ngọn nến này
nó không may đây là một cái ngọn nến với cái tim nến bị ẩm ướt, cái tim nến bị ướt, thì ngọn nến này cũng không thể cháy được. Những gì người quản lý bạn có thể, như thầy nói, hình ảnh một cái ngọn nến mà bị cái tim nến bị ướt, nó giống như một người nhân viên mà bạn không còn cái động lực làm việc. Người quản lý có thể cố gắng cung cấp những cái nguồn nhiệt cho cái ngọn nến này. Bạn cố gắng bạn cung cấp nguồn nhiệt cho ngọn nến này. Tuy nhiên bạn không thể giúp cho cái ngọn nến nó cháy, mà ngọn nến nó sẽ cháy. Ha, cho nên cái hình ảnh ngọn nến động lực nó tượng trưng cho một người nhân viên. Như thầy nói bạn á, một người nhân viên có thể họ có những động lực ở những cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên á, bạn cố gắng và phải duy trì song song ba yếu tố: môi trường làm việc là cái môi trường cháy, nguồn nhiệt chính là cái sự quan tâm, sự hỗ trợ, sự phát triển của người nhân viên, tạo cho nhân viên cái cơ hội để thể hiện bản thân và có thể phát triển năng lực của mình. Và chính bản thân người nhân viên cũng vậy, cũng phải là một cái ngọn nến sẵn sàng cháy. Ngọn nến sẵn sàng cháy. Nếu bạn có một cái người nhân viên đó là ngọn nến với cái tim nến bị ướt, nó không thể cháy, thì sorry, trong công tác quản lý chúng ta có những cái giải pháp khác. Đương nhiên giải pháp đó chúng thầy không muốn mang nó ở đây. Ha, bạn hình dung, đương nhiên thầy, nếu mà chúng ta nghĩ về những điều tích cực, có nghĩa là một ngọn nến nó có thể cháy mà nó sẵn sàng cháy, thì chúng ta tìm cách sử dụng những cái yếu tố tích cực để cho làm cho một cái ngọn nến tượng trưng cho cái năng lực của người nhân viên. Nó phải cháy và nó phải phát sáng và nó duy trì cái điều này. Ok, vừa rồi thầy đã kết thúc cái chủ đề ngọn nến động lực của nhân viên. Các bạn ha, ngọn nến động lực, cũng như là trong cái phần này thầy cực kỳ hy vọng tất cả các bạn, bạn phải nhìn nhận rằng trong đội ngũ nhân viên của bạn sẽ có những người nhân viên khác nhau, làm việc với những cái mục tiêu khác nhau, có những cái lý do khác nhau. Và với tư cách một người làm quản lý họ, một người giám sát họ, bạn nếu bạn may mắn bạn có được đội ngũ nhân viên thực sự họ có động lực làm việc, cái đối tượng này càng nhiều có nghĩa là một cái điều rất là thuận lợi cho bạn. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà chúng ta không thể nào sử dụng những cái kỹ năng quản lý của chúng ta để chúng ta có thể tác động đến hành vi của những người nhân viên mà bạn cho rằng họ là cái nhóm làm việc vì động cơ. Hoặc ngược lại, họ đã có động lực làm việc rồi, bạn sử dụng những cái yếu tố bên ngoài để có thể thúc đẩy, để có thể tác động tối đa hóa cái năng lực của họ. Những người nhân viên có năng lực nè bạn, có động lực nè bạn, thì đó cũng là cái cách mà chúng ta hiểu về nhân viên của mình để có thể tác động phát triển nhân viên và tác động đến hành vi của nhân viên của mình. Ok, thầy xin phép được chuyển qua chủ đề thứ hai trong cái buổi học ngày hôm nay. Chúng ta nói qua chủ đề kỹ thuật giao tiếp trong công tác của một người giám sát viên. Kỹ thuật giao tiếp trong công việc của người giám sát. Khi thầy tìm hiểu về chương trình của mình, các bạn có những cái môn học để nói về cái kỹ thuật giao tiếp đúng không ạ? Các bạn đã học về kỹ thuật giao tiếp, thế nào kỹ thuật giao tiếp, dùng những cái phương cách nào để có thể giao tiếp bằng cách nào. Trong chương trình của F&B2, thầy xin phép chúng ta không nói lại những cái kiến thức cơ bản đó, mà chúng ta sử dụng những cái kiến thức cơ bản đó để vận dụng vào cái công tác của người quản lý, một người giám sát. Trong chủ đề của trong phần này, trọng tâm là gì? Trọng tâm là đưa ra những cái nguyên tắc giao tiếp, những cái cách thức giao tiếp cho người giám sát viên để làm sao anh ta phải giao tiếp hiệu quả với những cái đối tượng cụ thể trong công việc hàng ngày của anh ta. Sẽ rất là ngớ ngẩn nếu chúng ta nói rằng chúng ta giao tiếp một cách với nhiều đối tượng khác nhau. Không thể. Vai trò của bạn với vai trò là người giám sát và người quản lý nhóm được khẳng định trong chương 1, chúng ta điều phối để thực hiện công việc. Cái cách mà chúng ta điều phối thực hiện công việc được tạo ra bởi cái kỹ thuật giao tiếp của chúng ta. Như vậy, chúng ta xin phép được tiếp cận cái chủ đề kỹ thuật giao tiếp ở cái khía cạnh là chúng ta giao tiếp như thế nào để hiệu quả trong công tác quản lý. Kỹ năng giao tiếp tốt
sẽ giúp bạn ra sao trong công việc. Chúng ta không cần phải bàn cãi và chúng ta không cần tìm lời giải của câu hỏi này. Điều đó đều cực kỳ quan trọng. Có thể khi bạn là một người nhân viên phục vụ, bạn là người nhân viên phục vụ, bạn hạn chế trong kỹ năng giao tiếp, bạn mới có thể làm tốt công việc của mình. Bạn chu toàn những cái trách nhiệm được giao, bạn chăm chút cho từng cái hành vi, hành động của mình trong cái 8 tiếng một ca làm việc. Bạn có thể được đánh giá là bạn làm tốt. Nhưng mà ở vị trí giám sát là cái người phải kết nối, là người điều phối ở nhiều nhân sự khác nhau trong công việc. Bạn hình dung, bạn là người đứng dựa trên, bạn có những quản lý cấp cao, trên bạn có những người quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp, dưới bạn là đội ngũ nhân viên, xung quanh mình là những người đồng nghiệp. Thì như vậy, một cái kỹ năng giao tiếp tốt, nó là một cái điểm cộng vô cùng ấn tượng cho cái thành công của bạn. Chúng ta đến với phần phân loại các những cái phân loại trong giao tiếp ha. Business communication, chúng ta phân loại những cái nhóm giao tiếp. Sorry bạn. Chúng ta giao tiếp với cấp dưới cần giao tiếp như thế nào? Downward communication, giao tiếp với những người cấp thấp hơn. Thật ra ở vị trí giám sát dưới của mình đó là đội ngũ nhân viên của mình. Chúng ta giao tiếp với cấp trên, chúng ta cần giao tiếp như thế nào để hiệu quả và thành công? Upward, khi mà chúng ta ở chính giữa, chúng ta giao tiếp với những người cấp cao hơn, những người chủ, những người quản lý cấp cao hơn chúng ta nên giao tiếp như thế nào? Chúng ta giao tiếp với những người đồng cấp của chúng ta thì chúng ta nên giao tiếp như thế nào? Lateral communication, với những người đồng nghiệp. Upward là những người cấp cao, downward là những người cấp thấp của mình. Với từng đối tượng một thì đặt ra cho chúng ta những cái yêu cầu khác nhau trong cái việc giao tiếp ha. Chúng ta đến với đối tượng đầu tiên. Đó là khi chúng ta giao tiếp với cấp dưới thì chúng ta cần giao tiếp như thế nào cho hiệu quả. Ok bạn, câu hỏi thầy đặt ra để muốn đương nhiên lắng nghe hai ý của hai bạn ha. Theo bạn, nếu bạn là nhân viên nha, bạn muốn cái người giám sát của mình giao tiếp với mình như thế nào? Đặt mình là người nhân viên đi, bạn muốn người giám sát của mình, người quản lý trực tiếp của mình á, giao tiếp với mình như thế nào? Rồi, thầy có một ý rồi, thầy mời bạn Định đó. Em thầy, nếu em là nhân viên thì em muốn giám sát giao tiếp với em một cách rất là thân thiện thầy, dễ nghe, ví dụ như là không có đặt quá nặng vấn đề về cấp trên cấp dưới đó thầy. Ok, có nghĩa là gần gũi, thân thiện, đúng không? Cởi mở đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Thật ra thầy, nếu thầy là nhân viên thầy cũng mong đợi y chang bạn vậy đó. Ha, cảm ơn bạn Định. Thầy mong mời bạn ý khác nha. Để mời bạn Sơn à. À dạ. Dạ đây thầy, còn đối với em thì em mong muốn giám sát giao tiếp với mình một cách thân thiện, cởi mở, có sự quan tâm, cũng như là công nhận những cái đóng góp, những cái cố gắng của mình. Và ví dụ như mình phạm lỗi thì cũng không nên là chỉ trích mình quá nặng. Dạ. Xin hết ạ. Cảm ơn bạn Sơn nhiều, cảm ơn bạn Sơn ha. Ok bạn, thì rõ ràng hai ý của bạn, hai ý vừa rồi của các bạn á, bạn Sơn với bạn Định thì kết hợp lại, nó chính là những cái điều mà những cái yêu cầu của một người giám sát khi giao tiếp với cấp dưới ha. Rõ ràng cái quan điểm, đặc biệt là cái tư duy á bạn, của một cái người nhân viên đi làm trong cái công ty ở, như thầy nói, ở Việt Nam hay các nước Á Đông, nó vẫn còn cái tư duy nó rất là, dùng từ là, nó, thầy không biết dùng từ nào để phù hợp, có nghĩa là nó khá là phân biệt về giai cấp với nhau. Có nghĩa là nhân viên thật ra không có quá thuận tiện hay thoải mái để giao tiếp với những người cấp trên của mình. Đó lý do tại sao ở Việt Nam nó mới có những cái câu phát biểu mà thầy không cho là đúng. Tuyệt đối khi thầy đến nơi nào thầy làm công tác quản lý, thầy cũng không cho nhân viên mình sử dụng những câu đó. Các bạn chắc các bạn nghe cái câu là
lính với sếp không ạ? Các bạn nghe những câu đó, lính và sếp. Thật ra cái từ đó thầy không cho là phù hợp để chúng ta vận dụng trong cái môi trường làm việc hiện đại bây giờ. Hay là nói chung là người ta dùng những cái cách xưng hô để thể hiện cái vai trò cũng như cái vị trí nó rất là khác biệt trong cái tầng lớp trong công ty. Thú thật điều đó không có đúng đối với quan điểm cá nhân thầy. Và đặc biệt nó không phải cá nhân mà đó là một cái quan điểm làm việc hiện đại. Trong quan điểm làm việc hiện đại, trong cái cơ cấu tổ chức bây giờ, có thể anh đến công ty ở vai trò là tổng giám đốc, ở trên là quản lý, ở vai trò là giám sát, ở vai trò là đội trưởng, ở vai trò là nhân viên. Thật ra chúng ta chỉ khác nhau cái title, cái job title, có nghĩa là cái vị trí công việc. Còn người ta dùng cái từ chung tất cả những người đó, đối với những tập đoàn quản lý hiện đại bây giờ người ta dùng từ associate hay là team member, là đồng đội. Team member là những cái thành viên trong đội. Associate có nghĩa là cộng sự. Người ta sử dụng cái tinh thần đó để chúng ta áp dụng trong cái môi trường công việc hiện đại. Đương nhiên, tôi làm quản lý là vai trò của tôi làm quản lý. Vai trò của anh là một nhân viên waiter. Vai trò của anh là một người nhân viên chế biến đồ ăn. Vai trò của anh là người pha chế. Còn tất cả mọi người có mặt ở đây để thực hiện tốt cái vai trò của mình, để tạo ra một cái đội ngũ làm việc thành công. Ha. Ok, thầy mở rộng câu chuyện nó hơi xa để quay lại cái câu chuyện là trong kỹ thuật giao tiếp. Rõ ràng các bạn cố gắng tạo ra sự cởi mở, mình gọi là open door policy, là những cái phương cách làm sao cho nhân viên rất là dễ tiếp cận mình, hay là mình tiếp cận với nhân viên một cách cởi mở ha. Khi giao tiếp, nhân viên thường họ có những cái tự ti, họ có những cái suy nghĩ xa cách với người quản lý của họ. Cho nên chính bản thân, để tạo ra sự gần gũi hơn, chính mình là cái người mình là người giám sát các bạn. Khi mình giao tiếp với nhân viên của mình cấp dưới, mình là người chủ động tạo ra sự cởi mở. Sự cởi mở ở đây nó đến từ cái việc mà chúng ta chủ động để giao tiếp với nhân viên của mình, chủ động hỏi han, chủ động lắng nghe, chủ động giao tiếp với nhân viên của mình. Sự cởi mở nó có thể đến từ những cái yếu tố sau đây. Thì bạn thấy hình dung là hiện giờ trong rất nhiều cái công ty, khi người ta set up cái chỗ ngồi làm việc, các bạn thấy họ sử dụng, một là sử dụng vách kính. Kính có nghĩa là nhìn vô nó đã, mặc dù nó vẫn có thể tạo ra những cái không gian riêng, cách âm để cho những cái cuộc điện thoại cá nhân, nhưng mà nó muốn có sự kết nối nhiều hơn. Hay thậm chí có những cái công ty họ tổ chức mô hình là không có phòng làm việc cho những người quản lý luôn. Ngồi là ngồi chung với nhau, đương nhiên bàn làm việc là có. Hay thậm chí có những cái nơi mà họ quy định là những cái phòng làm việc có thể là có phòng, nhưng mà cửa lúc nào, nếu không phải vì lý do như có những cái cuộc họp riêng tư, thì cửa làm việc phải luôn luôn được mở. Tự nhiên những yếu tố đó, thành những yếu tố đó thầy muốn nêu ra cho các bạn, nó có thể được áp dụng ở nơi này, nơi khác, lĩnh vực này, lĩnh vực khác, nhưng mà tụ chung lại nó có một cái thông điệp. Hiện giờ người ta khuyến khích cái sự gần gũi, cởi mở, thân thiện giữa các đối tượng nhân viên khác nhau. Yếu tố thứ hai, bạn phải quan tâm, chú ý lắng nghe những gì mà người nhân viên nói. Nhân viên khi tiếp cận với mình, họ chia sẻ những cái điều có thể là những cái khó khăn, những cái ý kiến đóng góp, hoặc là những cái trăn trở, hoặc là cái suy nghĩ của họ. Điều đó có thể là đến từ nguyên cá nhân thôi bạn. Nhưng mà bạn nên thể hiện sự quan tâm, chú ý lắng nghe. Nếu bạn một lúc nào đó mà bạn không khéo, bạn thể hiện rằng bạn không quan tâm đến những người gì mà nhân viên nói, có thể là bạn ánh mắt của bạn không nhìn họ, bạn làm những việc riêng khi bạn nghe họ, khi họ nghe những gì mà họ chia sẻ, rõ ràng bạn đã đưa ra một cái thông điệp cực kỳ tệ hại, đó là tôi không quan tâm đến những gì anh nói. Nếu bạn không quan tâm đến những gì nhân viên nói, bạn có muốn nhân và nhân viên tuyệt đối lần sau họ sẽ không bao giờ tìm bạn để chia sẻ những cái điều mà họ đang gặp phải. Điều đó là điều rất tai hại trong công tác quản lý của mình. Có thể bạn không để ý, nhưng mà ví dụ như khi bạn giao tiếp với những người đồng cấp với mình, điều đó nó có thể là được hiểu nó không nghiêm trọng lắm, nhưng mà đặc biệt nhân viên, các bạn ha, lưu ý giùm này. Không nên thể hiện những cái cảm xúc tiêu cực hay những cái chỉ trích đối với những cái thông tin không vui. Nhân viên thường họ gặp bạn, họ sẽ chia sẻ những cái khó khăn, những cái điều mà, những cái ý kiến đóng góp. Những ý kiến đóng góp là một cái điều tốt rồi. Những cái khó khăn có nghĩa là những thông tin tiêu cực. Nếu nhỡ mai nhân viên trong lúc vận chuyển hàng hóa họ làm bể một chai rượu whisky, điều đó là điều rất là
dùng từ là tổn thất lắm mà, đúng không bạn? Tổn thất lắm mà. Như vậy khi họ, bạn muốn họ giấu cái việc này hay bạn muốn nhân viên của bạn mang cái việc này ra báo cáo với mình? Chắc chắn ở vai trò bạn là người giám sát, bạn muốn nhân viên của mình phải thành thật, phải báo cáo những cái tình huống xảy ra, mà những tình huống này tình huống rõ ràng, tình huống tiêu cực. Nhưng mà khi mà họ nói ra, bạn lại thể hiện những cái cảm xúc quá tiêu cực, giúp đập bàn, chỉ trích, la mắng vân vân. Đương nhiên thầy nói ở đây, đây là một cái yếu tố khi chúng ta nhắc với nhau, chúng ta đặt cái yêu cầu, khi chúng ta giao tiếp với cấp trên, từ cấp trên giao tiếp với cấp dưới, chúng ta phải thực sự bình tĩnh lắng nghe. Tại vì nhân viên cần gì trong lúc này? Nhân viên cần cái sự tư vấn, cần cái sự thấu hiểu. Đương nhiên họ cũng biết họ sẽ bị trách, họ cũng bị xử lý cho những cái sai sót của họ. Tuy nhiên họ cần nhất để cần cái sự thông cảm, thấu hiểu và tư vấn em nên làm gì để giải quyết việc này. Nếu bạn đưa ra một cái thông điệp quá khắc nghiệt hay dùm cho bạn không cầm kiềm chế được cái cảm xúc của mình, thì bạn nhân viên sẽ sợ. Không những nhân viên nó sợ mà là tất cả nhân viên trong đội thấy đó như một cái điều như là sao giấu được thì giấu, đừng nên nói. Bạn hình dung không? Cho nên cái thông điệp bạn đưa ra trong cái cư xử của bạn là một cái điều quan trọng hơn là chỉ là một sự việc. Thể hiện rằng, luôn luôn thể hiện bạn đánh giá cao sự đề nghị của họ. Nếu nhân viên mang đến cho bạn những sự đề nghị, đề xuất, những cái ý kiến đóng góp, thì bạn nên đánh giá cao. Thể hiện đánh giá cao, wow, chẳng hạn như bạn hình dung không? Tất cả những ý kiến của nhân viên đều có những cái điểm đúng và những cái điểm không đúng. Đương nhiên cái tỷ lệ điểm đúng và điểm không đúng nó sẽ khác nhau. Không thể nào bạn kỳ vọng một người nhân viên ở cái tầm của một người nhân viên mà họ trình bày cho bạn một cái ý tưởng cực kỳ tuyệt vời và cái gì cũng đúng. Thực ra điều đó rất hiếm mà. Cho nên khi mà nhân viên mạnh dạn chia sẻ với bạn những cái đóng góp, những cái đề xuất, những cái ý kiến, bạn nên đánh giá cao, đánh giá cảm ơn cái sự chủ động. Bạn cảm ơn bởi vì họ đã mạnh dạn chia sẻ. Đó là một cái hành vi thể hiện sự đóng góp cho đội ngũ. Còn nhân viên, những ý kiến đóng góp của nhân viên có thể có những ý kiến đúng, bạn có thể áp dụng, có những ý kiến nó chưa phù hợp lắm, bạn tiếp tục nghiên cứu và triển khai. Mà có những ý kiến bạn nghĩ rằng ô sẽ không phù hợp, bạn cũng đừng nên chia sẻ, ô không, không được đâu, không phù hợp đâu, vậy mà cũng nói được nữa. Với những cái câu nói mà dùng từ là không phù hợp, không có đúng vai trò của mình đó mà. Bạn sẽ gửi một cái thông điệp cho nhân viên mà lần sau nhân viên sẽ không bao giờ đóng góp ý kiến cho mình nữa đâu. Cho nên đối với những ý kiến đóng góp của nhân viên, bạn sẽ thấy giống như cái cách mà khi mà thầy vận hành cái buổi dạy cũng vậy. Các bạn đóng góp ý kiến, đương nhiên những ý kiến của bạn hình dung những ý kiến của bạn luôn luôn có những điểm đúng và điểm không đúng. Nhưng mà chắc chắn bạn sẽ cảm thấy là được khích lệ hơn, bạn sẽ cảm thấy là được một cách chuyên nghiệp hơn nếu được nhận nói, những ý kiến này rất là đáng để có lưu tâm, rất là giá trị. Còn nếu mà bạn ngắn nghe, nếu mà thầy phát biểu một cái câu là ý kiến dở quá vậy mà cũng nói, thì rõ ràng bạn sẽ không bao giờ phát biểu nữa đâu trong buổi học. Cái đó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người. Thì đối với nhân viên cũng vậy. Thì ở đây trên đây là bốn cái yêu cầu thầy nghĩ rằng rất là cơ bản trong cái việc mà giao tiếp với cấp dưới của mình. Cố gắng bạn nên là người chủ động để xóa bỏ những cái ranh giới giữa các cấp với nhau bằng sự chủ động cởi mở của mình. Bạn nên quan tâm và chú ý lắng nghe những gì nhân viên nói, có thể thông qua những cái biểu hiện của mình. Bạn không nên hay là cố gắng giữ được cái cảm xúc khi mà nhân viên chia sẻ những cái điều không gọi là những điều tiêu cực cho mình. Bởi vì lúc đó nhân viên rất cần cái sự hỗ trợ, cái sự tư vấn từ mình. Luôn luôn thể hiện bạn cảm ơn nhân viên, bạn đánh giá cao những cái đóng góp ý kiến của những ý kiến đóng góp từ nhân viên của mình, cho dù đó là những ý kiến đóng góp nó không mới, nhưng bạn phải cảm ơn họ, đánh giá cao những điều đó, vì nhân viên bạn phải tạo ra một cái văn hóa giao tiếp khuyến khích nhân viên luôn luôn đóng góp những ý kiến tốt cho đội ngũ. Trong 100 ý kiến đóng góp có thể chỉ có vài ý kiến mình gọi là có thể tốt, nhưng mà nếu không có 100 ý kiến thì chắc chắn sẽ không tạo ra được một ý kiến tốt. Ha, ok bạn. Thầy xin phép được chuyển qua cái nhóm đối tượng thứ hai. Đó, giờ tiếp với cấp trên của mình. Bạn là giám sát viên, cấp trên của bạn là những người quản lý cấp cao, là những người chủ doanh nghiệp. Rõ ràng khi bạn giao tiếp với những đối tượng này, bạn phải rất là dùng từ là rất là chỉnh chu.
rất là chỉnh chu ha. Thứ nhất, bạn phải nên đảm bảo tất cả những gì bạn mang đến, những cái thông tin mà bạn giao tiếp với cấp trên đó, phải là quan trọng, và những thông tin nó mang tính nó phải được chuẩn bị trước và được xác minh rồi, hoặc là được chỉnh chu trong cái công tác chuẩn bị. Bởi vì cấp trên thường rất là bận. À, rất là bận. Có thể cấp trên họ bận chứ không nghĩa là họ thiếu thân thiện, họ quá nhiều việc để làm. Họ có rất nhiều cái cuộc họp, họ có rất nhiều cái cuộc điện thoại, họ có rất nhiều cái đối tượng nhân viên để họ quản lý. Mình cũng là một trong những cái mình họ dưới họ sẽ có rất nhiều người giám sát, rất nhiều người trợ lý, rất nhiều đội ngũ nhân viên. Cho nên khi bạn giao tiếp với cấp trên, bạn phải đảm bảo là những cái điều đó là những yếu tố mang tên, những điều mà bạn giao tiếp phải là quan trọng, những thông tin phải được chuẩn bị. Cấp trên không phải là đối tượng để chúng ta gặp để chúng ta tán gẫu, gặp để tâm sự. Ha. Cái thứ hai, chúng ta nên giao tiếp tự tin và thường xuyên. Ở vai trò là người giám sát viên thì chúng ta đã là người quản lý rồi, và dưới bạn là người, những người là nhân viên của mình đó bạn. Và chúng ta hoàn toàn hiểu được rằng nhân viên và quản và người giám sát cần phải giao tiếp thân thiện với nhau. Thì chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta ở vai trò chúng ta với người quản lý cấp cao hơn người chúng ta cũng phải áp dụng cái nguyên tắc này, tạo ra sự thân thiện trong giao tiếp, thường xuyên giao tiếp, mạnh dạn giao tiếp về những cái công việc. Thì mang yếu tố này thực tiễn đi, thực tế để chia sẻ thôi bạn, thực tế để chia sẻ. Nếu bạn có rất nhiều nhân viên, thì ví dụ nha, nếu bạn có rất nhiều nhân viên thì thường là bạn sẽ cố gắng chủ động để giao tiếp với nhân viên của mình, nhưng không phải có, không phải lúc nào cũng có cái cơ hội để bạn giao tiếp. Thì bạn sẽ thấy bạn cần cái sự nỗ lực cả hai bên luôn. Ha, nhân viên cũng phải nỗ lực và người quản lý cũng phải nỗ lực để tạo ra cái sự kết nối tốt hơn. Và từ cái việc giao tiếp như vậy thì nhân viên, người quản lý sẽ hiểu mình hơn, rồi mình cũng sẽ được ít nhất là mình được được nhận biết trong đội ngũ. Nếu mà dưới cái người thì nói giả sử dưới cái người quản lý cấp cao sẽ có 10 người giám sát, mà thậm chí người ta không, người quản lý cấp cao đó không nhớ tên của mình, thì bạn sẽ thấy cái cơ hội để mình được chú ý, cái cơ hội để mình được thể hiện bản thân thực ra thì nghĩ nó cũng rất là hạn chế. Cho nên cố gắng kết nối cái sự có sự kết nối tốt với những người quản lý cấp cao bằng cái việc mà chúng ta tự tin giao tiếp, bằng chúng ta sẽ bằng cái việc chúng ta giao tiếp thường xuyên với họ. Khi giao tiếp, chúng ta đương nhiên những gì chúng ta giao tiếp là những yếu tố, những cái điều quan trọng liên quan tới công việc, và luôn luôn chúng ta chuẩn bị sẵn, có thói quen chuẩn bị sẵn những cái lời, những cái sự giải quyết hay những cái lời đề nghị cách giải quyết cho những cái vấn đề mà chúng ta mang đến. Thầy lấy ví dụ trong tình huống này nè bạn. Nếu chúng ta phát, nếu là làm giám sát viên, chúng ta khi chúng ta điều hành quản lý trong cái căn là vì chúng ta thấy thiếu nhân viên. Chẳng hạn như dạo gần đây khách bữa ăn sáng đông quá, chúng ta thiếu nhân viên vào buổi giờ ăn sáng. Rõ ràng đó là vấn đề cần được giải quyết, và chúng ta mang câu chuyện này chúng ta trao đổi với là người quản lý cấp cao. Tuy nhiên nếu mà chúng ta trao đổi dạ thưa anh ơi, em muốn gặp anh để trao đổi về vấn đề nhân sự trong bữa ăn sáng. Hiện giờ nhà hàng rất là thiếu nhân viên vào giờ ăn sáng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Nếu chúng ta mang cái câu chuyện này chúng ta nói và chúng ta dừng lại ở đây, thì rõ ràng nó sẽ không hiệu quả bằng cái cách là dạ thưa anh, nhà hàng hiện giờ đang thiếu về nhân sự vào buổi ăn sáng. Đây là và ảnh hưởng đến rất nhiều cái hoạt động phục vụ của chúng ta. Anh xem một trong hai cái đề xuất này, đề xuất nào của em là phù hợp để chúng ta có thể cải thiện tình hình một, và chúng ta có thể nhờ những người nhân viên ca đêm ở lại làm nhiều giờ hơn để có thể phục vụ xong cái bữa ăn sáng tầm khoảng 8 giờ rồi mới về. Hoặc là chúng ta sẽ tìm một cái nguồn nhân viên thời vụ để chúng ta sử dụng vào giờ ăn sáng. Cái cách nào sẽ phù hợp hơn? Bạn hình dung khi chúng ta đem một cái vấn đề về công việc, chúng ta đã là người quản lý rồi bạn, quản lý cấp thấp, cơ bản, chúng ta mang một cái vấn đề chúng ta trình bày với người quản lý cấp cao, chúng ta nên có những cái lời đề nghị cho những cái hướng giải quyết công việc. Như vậy người ta, đây là cái dịp để chúng ta thể hiện cái năng lực của mình, và đó rõ ràng là một cái, khi mà chúng ta biết cách giao tiếp như vậy, công việc sẽ được giải quyết một cách rất là hiệu quả. Và người quản lý cấp cao cũng vậy, người quản lý cấp cao họ có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, họ có rất nhiều đối tượng họ cần quản lý.
Cho nên một một khi mà bạn mang một cái vấn đề ra, bạn nói mà bạn không có hướng giải quyết, thật ra được hiểu bạn giống như bạn đang đá một cái trái banh trách nhiệm lên cấp cao hơn của mình. Điều đó là điều, nếu mà bạn làm điều đó là điều hoàn toàn không tốt. À, lưu ý, đương nhiên cũng sẽ có những cái công việc, có những cái vấn đề nó vượt khỏi cái tầm hiểu biết của mình hay vượt khỏi cái quyền quyết định của mình. Nhưng cái đề xuất luôn luôn cần phải được có. Như thầy nói, đề xuất luôn luôn có. Cho nên khi ở vai trò là người giám sát, chúng ta đã là một người quản lý cấp cơ bản. Khi chúng ta mang những vấn đề, chúng ta giao tiếp với cấp trên, chúng ta nên chuẩn bị những cái giải pháp, những cái đề xuất cho những cái vấn đề của mình. Như vậy nó sẽ thể hiện cái sự chuyên nghiệp. Đó là một cái dịp không thể nào tốt hơn trong việc thể hiện cái năng lực bản thân của mình. Ok bạn. Giao tiếp đúng thời điểm sẽ mang đến kết quả. Điều này chúng ta không cần bàn cãi, đúng không bạn? Không cần bàn cãi ha. Rõ ràng bất kỳ ai cũng vậy, nhân viên, quản lý, người thân, trong mỗi một cái đối tượng trong cuộc sống này luôn luôn có nhiều yếu tố tác động đến cái dùng từ thầy dùng từ là cái suy nghĩ, cái hành vi của anh ta. Nếu chúng ta cần xin tiền bố mẹ để có thể mua một cái bộ quần áo mới, thì tin rằng các bạn thừa cái suy nghĩ để bạn biết được chọn thời điểm nào để bạn xin, đúng không? Hay các bạn tiếp cận một cái người quản lý của mình để chúng ta đề xuất một cái vấn đề gì đó, thì rõ ràng chúng ta cũng sẽ biết chọn thời điểm nào là phù hợp. Xác định rõ mục đích trong việc giao tiếp. Khi giao tiếp cấp trên, lưu ý giùm thầy, đây là cái kỹ thuật luôn ha. Giờ hôm nay muốn gặp anh để trao đổi về vấn đề nhân sự buổi sáng. Hôm nay em muốn trao đổi về vấn đề là chúng ta có thể tăng thêm ly rượu vang cho cái giờ phục vụ buổi tối. Hôm nay chúng ta em muốn giao tiếp về vấn đề là công tác đào tạo nhân viên trong giai đoạn thấp điểm. Hãy xác định cái chủ đề hay là cái mục tiêu quan trọng khi chúng ta giao tiếp. Bởi vì nếu và chúng ta trong công tác giao tiếp chúng ta phải bám vào mục tiêu đó. Bạn không thì bạn sẽ thấy khi mà nói chuyện không nhiều dịp, không, ý này nói là không phải quá thường xuyên để chúng ta có thể gặp một người quản lý cấp cao để chúng ta giao tiếp. Đương nhiên so với nhân viên của mình thì rõ ràng để gặp và giao tiếp với một người quản lý cấp cao nó sẽ ít cơ hội hơn bởi vì anh ta quá bận. Nhưng mà một khi chúng ta gặp rồi thì chúng ta phải biết trọng tâm của vấn đề là gì. Chứ đừng để khi giao tiếp xong mới và kết thúc buổi giao tiếp và chúng ta mới nhớ là biết rồi, còn vài ý chưa nói. Thì điều đó là dở. Ha. Chúng ta có thể quay lại tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà điều đó nó thể hiện một điều. Anh là người giám sát, anh đã là người quản lý rồi. Mà anh lại khá hời hợt trong cái việc mà anh đã chuẩn bị thông tin để giao tiếp với cấp trên của anh. Tất cả người đều, ví dụ như một người quản lý cấp cao, họ khắt khe trong việc nhìn nhận. Họ có thể đánh giá bạn như vậy. Lưu ý. Và yếu tố cuối cùng. Cái yếu tố này đương nhiên là đây là cái tài liệu mà thầy sử dụng từ một cái cuốn sách về quản lý nhân sự. Nhưng mà cái ý này thì không biết dịch như thế nào để phù hợp. Thầy mang cái câu này ra để đặt trong cái bài này. Trong cái bài giảng của mình. Don't go over your managers. Đừng bao giờ vượt qua cái quyết định hay là cái vị trí của người quản lý của mình. Đương nhiên cái câu này để có thể một cái ví dụ minh họa cho bạn. Trong hoạt động giao tiếp bạn sẽ thấy có nhiều cái chính kiến, có nhiều cái tư duy và có nhiều cái quan điểm có thể trái chiều nhau. Bạn là người giám sát, bạn đã là một người quản lý rồi đó bạn. Bạn là người quản lý rồi. Càng lên những vị trí cao thì người ta lại càng có một cái quan điểm mạnh hơn trong cái việc bảo vệ quan điểm của mình. Cái gọi là cái khả năng mạnh hơn trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên bạn hiểu, khi chúng ta giao tiếp với những người quản lý cấp cao hơn, chúng ta có thể đề xuất, chúng ta có thể đưa ra những giải pháp đề nghị, chúng ta có thể minh chứng cho những gì chúng ta nói. Chúng ta có thể đâu đó chúng ta sử dụng những cái biện pháp tranh luận phù hợp để minh chứng cho những cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Nhưng mà cuối cùng nếu một cái quyết định được thực hiện thì quyết định đó sẽ là cái người quản lý cấp cao hơn sẽ là người có quyền quyết định. Cái đó là cái nguyên tắc trong công việc. Mà một khi quyết định đã được thực hiện thì chúng ta sẽ ngưng cái câu chuyện là
tranh cãi hay bảo vệ quan điểm cá nhân mình ở đây, và chúng ta sẽ thực thi. Trong đối với nhân viên cấp dưới mình cũng vậy, khi bạn có thể mang một cái vấn đề ra, bạn thảo luận với nhân viên của mình, mỗi người nhân viên, tuy nhiên cuối cùng ai là người quyết định? Bạn phải là người quyết định, bởi vì bạn là người giám sát, bạn là người có vị trí cao nhất trong đây. Một khi bạn quyết định rồi thì sẽ không có những ý kiến trái chiều nữa, và chúng ta tập trung vào thực thi. À, nếu chúng ta cứ bảo vệ quan điểm cá nhân, hàng loạt mỗi một ngày sẽ có rất nhiều cái vấn đề cần được quyết định, mà chúng ta cứ để tâm vào một cái những cái quyết định này thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý trong việc thực thi công việc. Bởi vì người quản lý cấp cao hơn là người, anh ta có cái quyền đặc quyền là anh ta là người quyết định. Tuy nhiên anh ta cũng có một cái trọng trách rất là lớn, là anh ta là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái vấn đề xảy ra, cho cái quyết định của anh ta, vì cái quyết định của anh ta. Bởi vì vị trí của anh ta là người cao nhất trong nhóm, trong công ty bây giờ. Thì cái yếu tố này để cho các bạn thấy, khi giao tiếp, đồng ý là chúng ta cần phải cởi mở, chúng ta phải tự tin giao tiếp, chúng ta phải giao tiếp thường xuyên, chúng ta phải bảo vệ quan điểm, chúng ta cần phải có những cái minh chứng cho những cái điều chúng ta chia sẻ. Nhưng mà nếu quyết định đã được quyết bởi người quản lý cao nhất, thì cái việc của chúng ta là tập trung để thực thi nó mà tốt nhất. Ok. Rồi, đó là khi chúng ta giao tiếp với lại cấp trên. Như vậy khi giao tiếp với đồng cấp thì chúng ta cần phải giao tiếp như thế nào? Rõ ràng đây là một đối tượng nó không đối tượng là tương đối đơn giản để chúng ta cân nhắc trong việc giao tiếp, nhưng mà đơn giản nhưng mà nó có cái đặc thù. Khi giao tiếp với cấp dưới thì chúng ta là người tạo ra cái sự ảnh hưởng. Khi giao tiếp với cấp trên thì chúng ta là người phải biết lắng nghe. Không phải lắng nghe mà là phải biết tôn trọng, phải chu đáo cho cái giao tiếp của mình. Tuy nhiên khi giao tiếp với đồng cấp, nếu có xảy ra những cái tình huống trái chiều về quan điểm thì không có bên nào mà phải bị ép buộc lắng nghe bên nào hết. Đó là một trong những thầy nói, nếu mà khi mà giao tiếp với đồng cấp thì bạn sẽ thấy thật sự thân thiện này, thật sự cởi mở, bởi vì tất cả mọi người khi giao tiếp với nhau để tạo sự gắn kết, đó là cái điều tốt cho cả đôi bên. Tuy nhiên ở bạn, nó có thể phát sinh một vấn đề là khi giao tiếp với những người đồng cấp, bạn sẽ khó để có thể bảo vệ quan điểm của mình. À, và phải đầu tiên là phải nhận thức rằng việc giao tiếp tốt đối với đồng nghiệp cùng cấp là cơ hội xây dựng cái mối quan hệ công việc và là quyền lợi của hai bên luôn. Mình là giám sát viên của bộ phận nhà hàng, bạn là giám sát viên của bộ phận buồng phòng. Hai bên cần có sự kết nối với nhau tốt. Mình là giám sát viên của bộ phận nhà hàng, bạn là giám sát viên của bộ phận tiếp tân. Hay là cùng với trong phòng nhà hàng luôn, mình là giám sát viên của nhà hàng, bạn là giám sát viên của quầy bar, và anh bạn là làm công tác giám sát ở khu vực vệ sinh công cộng, vân vân. Tất cả là cần có sự kết nối với nhau. Chân thành chia sẻ thông tin. Ha, đây là những cái người vị trí là đồng cấp với nhau, chúng ta xây dựng mối quan hệ hoặc là giao tiếp trên cái nguyên tắc là chân thành. Nên suy nghĩ về bigger pictures, những cái bức tranh lớn hơn, hay là những cái vị trí đứng, những vị trí lớn hơn để có thể hoặc là những cái mục tiêu nào lớn hơn trong cái công việc giao tiếp. Như thầy nói, những người giám sát là những người bằng vị trí của nhau, cho nên không thể nào thầy phải lắng nghe người nào, người đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp không cứ thiết phải lắng nghe thầy. Tuy nhiên nếu chúng ta có những quan điểm trái chiều, chúng ta hay đặt cái nào sẽ phù hợp hơn hay cái nào sẽ có lợi ích hơn ở nhóm. Đó là cái nguyên tắc để giải quyết những cái quan điểm trái chiều khi giao tiếp. Thầy lấy ví dụ nha, nếu thầy là người giám sát viên nhà hàng buổi sáng ca sáng, còn thầy có một người đồng nghiệp là người giám sát viên nhà hàng ca chiều, chúng ta nói về câu chuyện là chọn cái màu khăn ăn nào cho cái buổi tối hôm nay, liệu chúng ta nên chọn cái khăn ăn màu xanh hay màu đỏ? Chắc chắn nếu thầy là người thích màu xanh, quan điểm của thầy là màu xanh, quan điểm của người đồng nghiệp thầy là màu đỏ, làm sao thầy phải nghe, làm sao người đồng nghiệp phải nghe mình? Khó lắm bạn ha. Như vậy cái nguyên tắc để giải quyết những cái quan điểm trái chiều khi giao tiếp là gì? Chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là cái bigger picture là một bức tranh lớn hơn, một cái mục tiêu chung của đội ha. Như vậy màu nào là phù hợp hơn cho khách? Nếu chúng ta phát hiện rằng đây là buổi tối đây, chúng ta chuẩn bị cho một buổi tiệc sinh nhật của một bé 6 tuổi cùng một bé trai. Ồ, như vậy thì chúng ta có thể chọn màu xanh, nó sẽ phù hợp hơn. Nó sẽ phù hợp hơn. Còn đương nhiên vào một ngày nào đó có thể chọn một cái khăn màu đỏ hay màu vàng chẳng hạn.
Thì đây là cái nguyên tắc để giải quyết những cái trái chiều trong giao tiếp với những người đồng cấp. Cái nào là phù hợp hơn thay vì chúng ta hướng đến cái việc mà bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Nên đặt mình vào hoàn cảnh của đồng nghiệp để hiểu về các vấn đề trước khi giao tiếp. Mỗi đồng nghiệp đều có những cái khó khăn ha. Và đây cũng vậy, các bạn bè, nguyên tắc này như bạn bè cũng có thể được gọi là đồng cấp với nhau trong cái quan điểm là quan điểm xã hội, trong cái vị trí xã hội ha. Khi chúng ta giao tiếp với những người trong xã hội, chúng ta cần phải đặt cái nguyên tắc nếu mình là bạn thì mình nghĩ vấn đề này như thế nào ha. Đó là những cái điều mà những yêu cầu được đặt ra trong cái việc giao tiếp với những người đồng cấp. Và thầy dành 15 phút cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay để chia sẻ với bạn. Đây là một cái nhóm kiến thức nó không quá lớn, thì đây là một trong những cái công việc giao tiếp mà thầy nghĩ là người giám sát viên á sử dụng rất thường xuyên ha, và thực hiện điều này rất thường xuyên trong công việc hàng ngày của mình. Hình ảnh này cho bạn thấy, đây là hình ảnh của một cái người. Đầu tiên chúng ta thấy có một cái người đang đứng trước một cái đội ngũ nhân viên của mình. Anh ta thực hiện công việc giao tiếp, anh ta chia sẻ thông tin vân vân. Hoạt động này là một trong những hoạt động thầy nghĩ rằng ai đã từng đi làm rồi sẽ không lạ. Họp nhóm hay mà là briefing. Các bạn nghe từ briefing rồi đúng không ạ? Và nghe từ họp nhóm hay briefing rồi đúng không? Thì đây là một cái rõ ràng họp nhóm briefing đó cũng là cái cách để cho cái người quản lý, một người giám sát viên giao tiếp với đội ngũ nhân viên của mình. Tuy nhiên đặc thù ở đây nó không đơn giản chỉ là cái việc giao tiếp mà nó được đặt ra với những yêu cầu rất cụ thể bạn phải thực hiện được để làm sao truyền đạt hết tất cả những cái thông điệp mà bạn muốn chia sẻ cho nhân viên của mình. Bởi vì những thông điệp này, những cái thông tin này là những thông tin rất quan trọng về công việc. Buổi tiệc cưới ngày hôm nay cần những thông tin gì? Nếu nhân viên biết thì nhân viên mới làm được. Chưa chắc làm được nữa ha. Nhiều khi nhân viên hiểu rồi mà nhân viên vì hạn chế về kỹ thuật hay là vì khả năng làm việc nhân viên có thể chưa làm được nữa. Cho nên như thầy nói về góc độ chia sẻ thông tin, giao tiếp, nhân viên biết thì nhân viên mới làm. Còn những gì bạn không chia sẻ thì nhân viên có thể không làm. Cho nên nếu bạn thấy khi bạn tổ chức một cái ca làm việc, một cái buổi tiệc bạn chia sẻ, bạn thực hiện với nhân viên của mình mà có một số việc nhân viên không làm, hãy đặt lại câu hỏi, mình đã chia sẻ thông tin đó với nhân viên mình chưa? Đâu đó là vấn đề giao tiếp ha. Cho nên chúng ta đặt ra cái chủ đề là với vai trò là người giám sát viên, chúng ta cần phải nhận biết được rằng tổ chức những cái buổi họp nhóm để triển khai công việc hay những cái buổi briefing để triển khai công việc, đó là một trong những công việc rất quan trọng, đòi hỏi bạn phải thực hiện một cách chuyên nghiệp, một cách hiệu quả. Bởi vì chỉ có thực hiện một cách hiệu quả thì chúng ta mới có thể có được những cái gọi công việc thực tiễn nó hiệu quả. Briefing được định nghĩa đó là một cái phương pháp giao tiếp và truyền đạt thông tin hiệu quả. Tại sao hiệu quả? Bởi vì trong đội ngũ của bạn có bao nhiêu người thì họ được lắng nghe tất cả những thông tin cần. Nếu trong đội ngũ của thầy có 10 nhân viên, thầy muốn chia sẻ, mọi người ơi, hôm nay chúng ta sử dụng khăn ăn màu xanh nha, thì tất cả mọi người đều có cơ hội để lắng nghe cái thông điệp và cái yêu cầu công việc một cách như nhau. Không phải thầy thích người này thì chỉ nói người đó, mà thầy không thích người này thì không nói. Ha, mọi người đều có cái cơ hội tiếp nhận một cái thông tin hay cái yêu cầu như nhau. Briefing, họp nhóm để triển khai công việc, nó là một cái công cụ hiệu quả để có thể thực thi công việc. Rõ ràng, vai trò của một người giám sát viên là bạn cần phải cùng với đội ngũ của mình để triển khai công việc, để điều phối thực hiện công việc. Mà cái cách để bạn có thể điều phối để thực hiện công việc hiệu quả với nhân viên là bạn phải giao tiếp, bạn phải triển khai công việc với nhân viên thông qua quá trình giao tiếp. Ha, như thầy nói, họ không tiếp nhận được những yêu cầu thì chắc chắn họ sẽ làm không hiệu quả. Chúng ta cùng với nhau khơi gợi một vài cái đặc điểm ha. Như vậy thì khi nào lên họp ha? Khi nào lên họp nhóm bạn? Trong công việc những
Thầy muốn cần một số quan điểm của bạn. Nếu mà bạn ơi, trong công việc hàng ngày thì theo bạn khi nào mình nên học nhóm? Bạn còn trên máy không ạ? Thầy mời bạn Quỳnh Anh ạ. Dạ, hay là khi khách cầm lên. Khi khách cầm lên chúng ta nên họp nhóm. Ok. Thế bạn có khi một dịp nào đó này bạn Kim gì ba? Bạn Kim Nguyên ha? Dạ Kim Ngoan ạ. Kim Ngoan, thầy mời bạn Ngoan à? Dạ em nghĩ là riffing khi gọi đầu ca ấy, thầy. Khi bắt đầu một ca làm việc đúng không ạ? Cảm ơn bạn Ngoan. Rồi. Tuy nhiên bạn Quỳnh Anh vừa rồi nêu quan điểm thì cũng có thể rất là hợp lý, bởi vì khi mà có một sự cố nào đó thì chúng ta cần phải tập hợp nhân viên lại để có thể cùng nhau giải quyết ha, cũng hợp lý ha. Ok bạn, như vậy thầy xin phép được tổng kết lại. Thú thật ở vai trò là người giám sát viên, chúng ta sử dụng cái việc họp nhóm để triển khai công việc, để giải quyết vấn đề ha, rất là thường xuyên. Nó có thể là mỗi ca, có thể là mỗi ngày, hoặc là khi chúng ta muốn bắt đầu thực hiện một cái công việc hay một cái sự kiện nào đó, hay là để một giải quyết một vấn đề nào đó ha. Ví dụ như như bạn làm giám sát của ca sáng thì đương nhiên để đội ngũ bạn có 20 người đi để phục vụ bữa sáng cho khách một cách chu đáo, thì ít nhất đầu ca bạn phải gặp gỡ nhân viên của mình. Hey, người nào, session nào, khu vực nào, làm công việc gì, bao nhiêu khách, nhiệm vụ của mình hôm nay có một, đó là những cái tổ chức briefing ở đầu ca. Nếu bạn không có cái việc này thì chắc chắn làm sao nhân viên bạn biết được là họ sẽ làm những gì trong cái ca làm việc đó. Ví dụ như bạn tổ chức cho nhân viên bạn, hoặc là giám sát bạn tổ chức một cái buổi tiệc cưới cho khách hàng. Ok, tiệc cưới này có bao nhiêu khách, có bao nhiêu bàn, ai đứng ở bàn nào, khu vực nào, ai phụ trách thức ăn, ai phụ trách thức uống. Đó là những cái thông tin bạn cần phải chia sẻ thông thông qua cái buổi briefing. Chúng ta cùng với nhau chia sẻ một vài cái hoạt động thảo luận. Đương nhiên chúng ta không còn nhiều thời gian, thầy xin phép được hy vọng có sự đóng góp rất là nhanh của các bạn. Theo bạn, có thời gian họp nhóm nó sẽ nên như thế nào? Theo bạn, thời gian họp nhóm nó sẽ như thế nào? Một vài bạn cho thầy quan điểm đi ạ. Thế bạn, thời gian họp nhóm nó nên như thế nào ạ? 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Ok, thầy mời bạn, bà Sáng. Dạ thưa thầy, là tùy theo trường hợp thầy, nếu như mà khách cầm lên nhiều quá hay là có vấn đề gì xảy ra trong quá trình làm việc thì nên họp 1 tiếng, còn như họp đầu ca, họp giao ca thì chỉ nên 15 phút hoặc là 10 phút thôi thầy. Ok bạn, cảm ơn bạn. Cảm ơn ý kiến của bạn nha. Thật ra thời gian họp như ở đây, nếu chúng ta nói về cái định nghĩa về những buổi họp ngắn, những buổi họp để triển khai công việc, thì thú thật các bạn, đây là cái yêu cầu của buổi họp này để triển khai công việc, để bắt đầu một cái ca làm việc, bắt đầu một cái sự việc, cho nên nó sẽ không dài. Nếu những cái buổi họp mà nó dài quá thì nó là những buổi họp mà tính chính thống, mà chúng ta cần có những cái việc tổ chức nó chỉnh chu hơn, chẳng như bàn ghế, những buổi họp mà còn thấy đối với công ty hay đội ngũ. Còn đây là buổi họp bạn sẽ thấy hình ảnh mà ban đầu thầy chia sẻ với bạn, một người quản lý, một người giám sát đứng trước nhân viên của anh ta và triển khai công việc đấy. Ok, let's go, để có thể bắt đầu công việc. Nó ngắn, nhanh, xúc tích, thường nó có thể kéo dài, nó tùy như thầy đồng ý, nó tùy vào nội dung, tùy vào những cái thông điệp mà bạn chia sẻ, nhưng chắc chắn nó không quá dài. Bởi vì bạn sẽ thấy trong những buổi họp nhóm để triển khai công việc, nó không có microphone, nó không có những cái bàn ghế mà nhân viên phải chỉnh chu ngồi ha, thường là sẽ họp rất là nhanh tại nơi làm việc, tại cái nhà hàng, tại quầy bar, tại một cái cơ sở kinh doanh nào đó. Cho nên bạn sẽ thấy thời gian nó rất là ngắn, nhưng thầy có thể nói chia sẻ với bạn thông thường là từ 5 cho đến maximum khoảng 30 phút ha. Còn nếu buổi họp dài hơn thì chúng ta sẽ tổ chức một cái dạng buổi họp nó chính thống hơn, để có thể đào sâu vào một vấn đề nào đó. Ví dụ như một cái tình huống nào đó mà cần phải điều tra, cần phải, hay là một cái sự complaint nào đó nó quá nghiêm trọng mà bạn cần phải chia sẻ, cần phải đúc kết, cần phải tìm hiểu ha. Rồi
cách truyền đạt sẽ như thế nào ta? Cách truyền đạt trong cái buổi họp nhóm, cách truyền đạt của người giám sát sẽ như thế nào theo bạn? Cách truyền đạt sẽ như thế nào? Ok, thì mời bạn Định đó. Thưa thầy, theo em là cách truyền đạt phải rõ ràng nhưng mà thân thiện, dễ nghe. Ok, đầu tiên yếu tố quan trọng nhất là phải rõ ràng, dễ nghe. Thầy đồng ý với quan điểm của bạn. Rõ ràng khi bạn truyền đạt mình ở đây là bạn, nó không phải là cái buổi là thuyết trình hay là không phải là cái buổi giảng bài. Rõ ràng đây là một cái yếu tố giao tiếp trong công việc. Bạn truyền đạt những thông tin, cho nên tất cả những cái điều mà bạn truyền đạt bạn phải đảm bảo cái tính là dễ nghe, dễ hiểu. Mà muốn dễ nghe, dễ hiểu thì bạn phải chú ý đến cái cách bạn truyền đạt. Thứ nhất là giọng nói phải đủ lớn để cho mọi người nghe. Bạn hình dung như thầy briefing trong công việc, bạn nào đã từng đi làm bạn hoàn toàn chắc không có gì mà bạn sử dụng microphone hay là gì, không có thiết bị mà hỗ trợ. Bạn có thể đứng dưới bạn sẽ là có một vài hoặc là 10, 20 nhân viên. Tất cả những gì bạn nói ra phải từ cái âm vực của bạn, nó phải rõ ràng. Cái thứ hai là tốc độ nói. Bạn nói quá nhanh để rồi nhân viên không hiểu gì hết, bạn phải nói lại. Nhân viên không hiểu là phải nói lại. Như thầy nói, nhân viên không nắm bắt được những thông tin yêu cầu công việc, nhân viên sẽ bỏ sót và sai. Ha? Và khi nhân viên sai như vậy, ai là người chịu trách nhiệm? Bạn. Bạn là người chịu trách nhiệm. Bạn có thể chỉ trích nhân viên, bạn có thể la mắng nhân viên, nhưng kết quả những cái sai sót là do phải bạn phải chịu trách nhiệm. Cho nên hãy chú ý cái cách truyền đạt dễ nghe, dễ hiểu, tốc độ nói, âm thanh nói, đương nhiên gồm những cái ngôn ngữ nói nữa. Bạn phải chọn những cái ngôn ngữ nó mang tính là dễ hiểu. Như thầy nói, không có yếu tố mà nói ẩn ý trong cái buổi briefing, không thể nào dùng những từ mà mọi người có người hiểu, có người không hiểu. Ha. Cái thứ ba, những gì phải đưa vào. Rõ ràng trong buổi briefing là một cái buổi họp, nó mang tính nhanh chóng để bắt tay vào công việc, cho nên những thông tin bạn phải đưa vào nên có sự chuẩn bị trước. Bạn có thể gạch, nếu bạn là người quản lý, người giám sát, những lần đầu tiên mà tổ chức briefing, bạn có thể gạch đầu hàng trong tờ giấy hay sổ thai những cái vấn đề chính trọng tâm. Hôm nay bạn muốn chia sẻ 5 vấn đề liên quan tới buổi tiệc hôm nay. Hôm nay trong ca làm việc chúng ta cần phải nói về 5 nhiệm vụ như thế này. Hay để bắt đầu ca sáng ngày hôm nay, chúng ta cần phải có 6 cái thông tin cần phải chia sẻ với nhân viên. Thứ nhất là số lượng khách. Thứ hai là vị trí nhân viên làm ở khu vực nào. Thứ ba là thực đơn ngày hôm nay. Thứ năm là có thể. Thứ tư là có thể là thời gian phục vụ từ mấy giờ đến mấy giờ. Và cuối cùng là những yêu cầu khách VIP chẳng hạn. Bạn phải đặt ra những thông tin phải đưa vào, nghĩa là những thông tin bạn phải chia sẻ với nhân viên. Không thể thiếu. Ha? Bởi vì thiếu, nhân viên sẽ không thực hiện. Những gì nên đưa vào. Nên có nghĩa là có hoặc là không có cũng có thể. Nhưng mà nên có nghĩa là nếu có thời gian, nếu mà nhân sự bạn cần biết hay khả năng tiếp thu của nhân viên của bạn. Thí dụ như ngày hôm nay bạn tổ chức briefing mà triển khai công việc với những đội ngũ nhân viên lành nghề và có kinh nghiệm. Bạn có thể nói rất là nhanh bởi vì ai cũng có thể nắm được những yêu cầu công việc. Nhưng một có thể bạn tổ chức briefing trong đó có rất nhiều nguyên vương mới. Nên bạn phải phát... Khi bạn nói ra một yêu cầu nhiệm vụ, bạn phải phát triển hơn một chút nữa để cho nhân viên biết và hiểu. Cho nên cái nên ở đây có thể tùy vào đối tượng, tùy vào thời lượng. Ha. Những gì cần tránh đưa vào. Thật ra trong giờ briefing là cái thời điểm mà bạn giao tiếp với tập thể. Cho nên những yếu tố gì mang tính cá nhân, bạn có thể dành một cái dịp nào đó để bạn chia sẻ sau. Ha. Chẳng hạn như thầy nói bạn chỉ trích một ai đó, sẽ không tốt để bạn chỉ trích một cá nhân trước mặt tập thể. Bạn đừng nghĩ là mà khi bạn chỉ trích một cá nhân nào đó trước mặt tập thể, coi như là sự răn đe, điều đó là một quan điểm rất là sai lầm. Người nhân viên bị chỉ trích chắc chắn họ sẽ không còn cái động lực làm việc nữa, điều hiển nhiên. Những người đồng nghiệp của họ đứng phía dưới cũng vậy. Ở đây chúng ta quản lý để chúng ta để kích thích, để chúng ta để thúc đẩy cái hiệu quả công việc. Hiệu quả công việc. Nếu nhân viên làm trong cái sự e sợ, rõ ràng đó là một cái trạng thái làm việc không tốt. Có thể điều đó đúng trong một cái môi trường làm việc nào đó, nhưng mà trong ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng, trong ngành F&B, nơi mà chúng ta đề cao cái thái độ của nhân viên đối với khách hàng, thì nếu mà nhân viên ở trong một cái trạng thái không tốt, trạng thái tinh thần không tốt, nhân viên sẽ không thể mang một cái dịch vụ tốt cho khách được.
Cho nên những gì trắng đưa vào những yếu tố mang tính cá nhân, những yếu tố mang tính mà tiêu cực có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đội nhóm. Như vậy, để đạt được có hiệu quả thì xin phép được khẳng định lại, trong một cái buổi họp nhóm nó cần có những cái cấu trúc cũng giống như bài tập làm văn vậy. Bạn có thể phải bám vào cái cấu trúc để bạn làm cái bài tập làm văn để đảm bảo rằng bạn có thể nói hoàn toàn những cái ý tập trung vào cái chủ đề. Thì trong cái việc họp nhóm cũng vậy, nếu những ai đó đã từng tổ chức họp nhóm như nhân viên thường xuyên, có thể bạn không cần một cái cấu trúc này đâu. Nhưng mà với những người giám sát viên mới lần đầu tiên mà tổ chức một cái buổi họp nhóm, có khả năng bạn sẽ bị lúng túng hoặc là bạn sẽ không có đạt được một cái hiệu quả giao tiếp. Cho nên chính vì vậy cần có bạn phải bám vào những cái cấu trúc để bạn tạo ra, để bạn tổ chức được cái buổi họp nhóm hiệu quả cho riêng mình. Đầu tiên, hãy thực hiện các yếu tố tạo ra sự chú ý và sự tập trung. Ở đây bạn phải có được sự chú ý và tập trung của tất cả đội ngũ. Nếu trong dưới bạn mà có 20 nhân viên mà chỉ có một vài nhân viên không chú ý tập trung, tốt nhất bạn nên tập kêu gọi sự chú ý tập trung của họ. Chỉ khi nào đủ 20 nhân sự tập trung và phải vẫn duy trì sự tập trung này, sự chú ý này từ đầu cho đến cuối buổi briefing. Ở đây nó không cho phép cái việc mà tôi thích thì nghe hay không thích không nghe. Tại vì vấn đề là nếu không nghe hiểu, không nghe được, không hiểu được thì nhân viên sẽ không làm được. Mà không làm được ảnh hưởng ngay tới cái hiệu quả công việc. Cho nên bạn không cho phép cái sự tự nguyện lắng nghe, mà là bạn cần phải kêu gọi, bắt buộc cái sự chú ý lắng nghe. Có thể từ những động tác của mình, từ sự vỗ tay, khẩu lệnh, sự kêu gọi ha, yêu cầu tất cả mọi người mình chú ý cho cái buổi briefing ngày hôm nay. Chỉ khi nào bạn sẽ thấy tất cả nhân viên xung quanh tập trung những gì bạn chuẩn bị chia sẻ, bạn nên bắt đầu. Còn bằng không, bạn làm điều đó là phí. Nghĩa là bạn phải nói lại, như là phí thời gian ha. Thứ hai, bắt đầu truyền đạt thông tin. Nếu nhân viên đã tập trung chú ý rồi, bạn truyền đạt thông tin chính. Những thông tin này như thầy nói, nội dung cần phải được chuẩn bị. Nếu bạn là những người quản lý, những người giám sát lần đầu tiên mà tổ chức briefing, có thể bạn gạch đầu hàng. Ngày hôm nay tôi có 3 vấn đề muốn chia sẻ với các bạn. Hôm nay trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay chúng ta làm việc, chúng ta cần phải tập trung chú ý 5 nội dung này. Nội dung đầu tiên, nội dung thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Và đặc biệt lưu ý với anh chị vấn đề gì đó ha. Cho nên cái trình tự, cái sự sắp xếp trình tự những cái thông tin là tự mình, không ai tắt. Cho nên bạn sẽ thấy có những người tổ chức một cái buổi họp nhóm briefing rất là hiệu quả, bởi vì nhân viên nghe hiểu, tập trung chú ý tới tất cả những ý mà người quản lý nói. Còn có những người bạn sẽ thấy mà tổ chức một cái buổi briefing nhân viên rất khó nắm bắt, cũng có thể do chính mình nữa. Bạn sắp xếp thứ tự, cái cách bạn diễn đạt, đó là bởi lý do tại sao bạn cần phải rèn luyện ha. Trình tự cái cách truyền đạt, nói vừa đủ nghe, không quá nhanh, không quá chậm, chú ý tới cái cách mình nói, nhấn vào những nội dung quan trọng. Những nội dung đó có thể là những thông tin liên quan đến khách VIP, các sự kiện đặc biệt sắp tới, các mục tiêu trong công việc, các ưu tiên trong ngày hôm nay, hoặc là những điều cần lưu ý trong cái phân công nhiệm vụ công việc. Hôm nay chúng ta chia ra 4 section, section 1, section 2, section 3, section 4. Hôm nay chúng ta bàn, hôm nay chúng ta có 50 bàn ăn. Chúng ta có 50 nhân viên. Bàn số 1, ai, số 3, số 4, số 5, số 2. Thí dụ vậy, ai là người phụ trách thức ăn, ai là người phụ trách thức uống, ai là người phụ trách công tác busboy. Cụ thể, các bạn ha. Các thông tin chung có liên quan nếu cần thiết. Và nội dung đào tạo cần nhấn mạnh. Trong một số cái buổi briefing á, có thể đặc thù trong buổi briefing đó, trong yêu cầu công việc là có phục vụ rượu vang, thì bạn có thể nhắc sơ lại như vậy để đảm bảo tất cả anh chị mình lấy phục vụ rượu vang một cách chuyên nghiệp. Tôi thống kê lại những yêu cầu quan trọng nhất trong cái quy trình phục vụ về. Chúng ta không training lại, chúng ta không huấn luyện lại, nhưng chúng ta lược sơ nhấn mạnh lại để đảm bảo nhân viên, những người nhân viên đã được nghe rồi, tuy nhiên họ được training rồi, nhưng mà ngày hôm nay đặc thù nhấn mạnh những cái yêu cầu công việc. Và
chúng ta kết thúc bằng cái sự động viên tinh thần nhân viên để có thể tạo sự hứng khởi trong công việc. Bạn thấy một trận bóng đá các cầu thủ hay gom lại chính giữa sân trước một trận bóng mà họ nói điều gì đó để họ kết thúc bằng yếu tố là quyết tâm hay là những sự khích lệ. Thì đối với quản lý cũng vậy, công tác quản lý nhân viên cũng vậy, chúng ta kết thúc cái yếu tố một cái buổi briefing bằng những yếu tố tích cực, một cái lời chúc, một cái lời khen, một lời động viên, để hoặc là một cái lời gửi gắm. Hy vọng tất cả anh chị em mình sẽ có một cái buổi làm việc tốt trong ngày hôm nay. Đó là những cái điều quan trọng thuộc về kỹ thuật tổ chức briefing, để các bạn nhân viên của mình sau khi tham gia buổi briefing xong, nhân viên có thể quay trở lại với công việc với đầy đủ những thông tin yêu cầu, với cái yếu tố khích lệ tinh thần mà anh ta có thể áp dụng trong công việc hàng ngày của mình. Ok bạn. Ok, và đây cũng là cái chủ đề cuối cùng mà thầy chia sẻ với bạn trong buổi học online ngày hôm nay. Với chủ đề đang nằm trên màn hình, đó là cái cấu trúc của một cái buổi họp nhóm. Không biết các bạn có câu hỏi gì thêm trong buổi học ngày hôm nay không ạ? Các bạn có câu hỏi gì thêm trong buổi học online ngày hôm nay không ạ? Rồi nếu bạn không bạn không có câu hỏi gì thì rất là cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học online đầy đủ cho tới thời điểm này. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo với những chủ đề tiếp tục trong chương 3 này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn thầy. Ok bạn. Dạ, cảm ơn thầy Bình. Các bạn có thể xin ít phút để điểm danh lại một vài bạn nha. N18 cho Thảo, bài Hồng Vi có đi học không ạ? Hồng Vi. Dạ có thầy. Thầy ơi, nãy em bị mất mạng á, em mới vô lại. Ok, thầy biết rồi. N13 các bạn có thể rời nhóm, N14 các bạn có thể rời nhóm nha. N15 cho thầy hỏi bạn Kim Tuyền có đi học không ạ? Bạn có đi thôi mà tại ao ra. Bạn bị ao. Bị ao ra rồi. Ok. Rồi N18 cho thầy hỏi bạn Mỹ Duyên, Trương Thị Mỹ Duyên có đi học không ạ? Trương Thị Mỹ Duyên. Dạ có ạ. Rồi ok em. Bạn Nguyễn Thị Kim Yến có đi học không ạ? Dạ có đây. Rồi ok các bạn. N19 cho tôi hỏi bạn Nguyễn Thế Đông có đi học không ạ? Nguyễn Thế Đông. Vắng. Lê Thị Mộng Cầm. Lê Thị Mộng Cầm vắng. Võ Thành Đạt. Thành Đạt vắng. Bạn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng. Thanh Tùng vắng. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn có thắc mắc gì nữa không ạ? Nếu không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi học tại đây ha. Chào các bạn.